Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 114. Tông Võ không thể tin nhìn Diệp Quân, hai tay siết chặt, ngay khi gã chuẩn bị ra tay lần nữa, trong đầu vang lên giọng nói thần bí, ngươi không phải đối thủ của hắn. Dứt lời, cơ thể gã khẽ run lên, một giây sau, trong mắt xuất hiện tia sáng, nhưng nó chỉ lướt qua. Diệp Quân cau mày, vì hắn phát hiện Tông Võ trước mặt đã bị người khác nhập vào thay thế. Tông Võ, nhìn chằm chằm Diệp Quân, dùng huyền khí truyền âm, ngươi khiến ta bất ngờ. Diệp Quân hơi nheo mắt, ngươi là ai? Tông Võ, nói, ngươi không cần biết ta là ai, bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là chủ động từ bỏ thi đấu, đương nhiên, đổi lại ta sẽ cho ngươi một quyển kiếm kỹ cấp đế, không chỉ vậy, ta còn sắp xếp cho ngươi vào Tổng viện Thư viện, kiếm tông cũng được, tùy ngươi lựa chọn. Cấp đế. Hiện giờ ở Thanh Châu cấp thiên đã rất cao, trên cấp thiên là cấp thánh, cấp đế. Cho dù là ở Tổng viện, cấp đế cũng được coi là rất tốt, với một châu nhỏ như Thanh Châu mà nói, thì cấp đế càng là sự tồn tại trong truyền thuyết. Giọng nói đó vừa dứt lời, trong thức hải của Diệp Quân xuất hiện ít thông tin vụn vặt, chính là một quyển kiếm kỹ cấp đế, nhưng chỉ là một phần của mặt trước. Diệp Quân nhìn chằm chằm, Tông Võ, người biết mình đang làm gì không? Tông Võ cười nói, còn một con đường khác, đó là chết ở chỗ này. Ánh mắt Diệp Quân dần dần trở nên lạnh như băng, người biết ở đây có bao nhiêu người đang nhìn không? Tông Võ nói, chàng trai, ta không phải người thích nói nhảm, ta cũng biết, ngươi trẻ tuổi như vậy đã có thực lực này thì chắc chắn không tầm thường, nhưng ta nói cho ngươi biết, bất kể ngươi là ai, sau lưng ngươi là ai, với ta mà nói cũng chẳng có tác dụng gì cả, bởi vì người sau lưng ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn bọn ta. Bây giờ, ngươi cho ta biết lựa chọn của ngươi, nếu ngươi chọn cái thứ hai, tất cả mọi người trong sân đều sẽ chết, bởi nếu ta ra tay thì sẽ không ai sống sót. Diệp Quân nhìn chằm chằm, Tông Võ, ở đây còn có người nhà họ Diệp và người nhà họ An, ngươi dám sao? Ha ha! Tông Võ, khẽ cười, nhà họ An, nhà họ Diệp, trong mắt người khác, có lẽ rất ghê gớm, nhưng trong mắt bọn ta, bọn chúng chẳng là cái thá gì. Diệp Quân trầm mặc một lát, sau đó nói, ta suy nghĩ một lát, nửa canh giờ. Tông Võ, nhìn chằm chằm Diệp Quân, khẽ cười, chỉ hoãn thời gian à. Thật đáng tiếc, người đã đưa ra quyết định sai lầm. Dầm. Bỗng nhiên, một luồng khí tức kỳ dị xuất hiện giữa trời đất, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đặc biệt bị bao phủ bởi sức mạnh kỳ lạ. Quả cầu ghi hình đám mây bị mất tín hiệu. Mà trước mặt Diệp Quân, khí tức của Tông Võ, điên cuồng dâng lên. Cảnh giới thần đạo. Một phần thần tính. Cao hơn 18 cảnh giới so với hắn bây giờ. Đừng nói là Thanh Châu. Cho dù ở nền văn minh cấp bậc như Đại Chu thì người này cũng thuộc vào cường giả đỉnh cao. Một phần thần tính. Sắc mặt Diệp Quân xa sầm khi nhận ra cường giả cảnh giới này lại xuất hiện ở đây, càng không ngờ đối phương dám ngang nhiên phá luật. Chẳng lẽ tên này ăn gan hùm rồi? Dám làm vậy ở tỷ thí Vạn Châu, thử hỏi ảnh hưởng lớn đến thế nào? Biến cố bất ngờ khiến các thiên tài Thanh Châu Nam Châu ngẩn ra, không biết Tông Võ định làm gì. Còn nhớ năm xưa tộc Chân Long phá luật rồi bị gì không? Điên rồi à? Hám Vân Sơn đang ẩn nấp cũng cau mày, gã muốn làm gì vậy sư phụ? Giọng nói bí ẩn, khốn thật, gã muốn phá luật. Chuẩn bị giết người diệt khẩu rồi. Giết người diệt khẩu. Hám Vân Sơn khó tin hỏi lại, gã điên rồi sao? Y cũng có con bài tẩy trong tay nhưng người ở đây có ai là bình thường đâu, nên bản thân y không dám có suy nghĩ bịt miệng hết tất cả mọi người, bằng không thì quá độc ác rồi. Giọng nói bí ẩn cũng bất ngờ, dám làm như vậy, chứng tỏ lai lịch không đơn giản. Hám Vân Sơn, vậy chúng ta phải làm sao? Giọng nói bí ẩn, quan sát trước đã. Hám Vân Sơn gật đầu, nhìn Tông Võ với vẻ đề phòng. Những người bên kia đều sững sờ khi quả cầu ghi hình đám mây bị trục trặc. Chu Phu đứng dậy, trầm giọng hỏi Chu Khâu, Chu viện chủ, chuyện này là thế nào? Các viện chủ đến từ các châu khác cũng bắn sang những ánh mắt hoài nghi. Chu Khâu mỉm cười đáp, các vị đừng vội, quả cầu này là đồ điện tử nên có hư cũng là thường. Chúng ta sẽ lấy đồ sơ cua ra ngay, chỉ một khắc thôi.
nhưng ánh mắt ông ta nhìn Mang Hình lại thoáng qua chút nghi hoặc và nghiêm trọng. Trực giác Chu Phu lại bảo có gì đó không đúng, nhưng vì không có bằng chứng nên chỉ biết cau mày. Một khắc ư. Ánh mắt ông ta nhìn Mang Hình mang theo vẻ bất an. Việt Kỳ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhíu mày nhìn Chu Phu. Thiên tài Thanh Châu đều ở trong đó, chắc sẽ không sao đâu. Trong chiến trường đặc biệt, Diệp Quân lạnh lùng hỏi Tông Võ, ngươi không để Quan Huyên Pháp vào mắt à? Gã cười gằn, Quan Huyên Pháp, thứ đó chỉ để quản lý kẻ yếu mà thôi. Luật pháp sinh ra, không phải để phá hủy thì là gì? Diệp Quân nheo mắt, là ai chống lưng cho ngươi? Tông Võ nhăn nhở, ngươi không xứng được biết. Gã nhấc chân bước tới, khí thế như núi non sụp đổ. Khí thế ầm ầm ập tới. Ra sát chiêu ngay luôn ư. Bởi vì Tông Võ chỉ có một khắc đồng hồ để lấy mạng hết những kẻ ở đây. Không phải nói cũng biết cường giả một phần thần tính đáng sợ thế nào với các thanh thiếu niên ở đây, khí thế vừa ập tới đã khiến các thiên tài Thanh Châu Nam Châu đồng thời tuyệt vọng. Bọn họ không có đường phản kháng. Bỗng thấy Diệp Quân đi tới, vung tay cắm phập kiếm xuống đất. Quỳnh! Kiếm ý tuôn trào như thủy triều. Kiếm ý trật tự. Nó ùa tới chặn đứng khí thế của Tông Võ. Những người khác sửng sốt vô cùng, đồng thời cũng mừng rỡ vì thấy được hy vọng. Tông Võ ngạc nhiên lầm bầm, sao lại thế được? Cảnh giới của đối phương kém hơn gã tận mười mấy lần, chẳng khác gì châu chấu đá xe. Vậy mà kiếm ý của tên kia lại chặn được khí thế của gã. Tuyệt đối không thể nào. Diệp Quân thật ra cũng không khá hơn. Kiếm ý của hắn chặn lại được khí thế của Tông Võ nhưng mặt hắn cũng trắng bệch đi, từ thân thể đến thần hồn cảm giác như bị nghiền nát. Không kéo dài được lâu đâu. Bỗng Diệp Trúc Tân la lên, mọi người, mau hợp lực phá vỡ phong ấn để ra ngoài. Thiên tài Hai Châu nghe vậy thì rối rít phối hợp tấn công vào một vùng thời không để phá vỡ nó. Uy lực gộp lại rất đáng gờm, khiến một nơi chợt chấn động rồi rạn nứt. Bọn họ vui mừng ra mặt, lại tiếp tục ra tay. Sắc mặt Tông Võ vặn lại, thề không để cho bọn họ còn mạng trốn đi, gã tung một cú đấm về phía Diệp Quân. Sức mạnh hủy thiên diệt địa hợp lại thành tia sáng trắng vụt tới. Đồng tử Diệp Quân rụt lại, nhưng không thể lui mà gầm lên, rút kiếm lên chém xuống. Nhất kiếm quyết sinh tử. Mặc kệ có bại lộ hay không. Bởi vì thời khắc này chính là để quyết định sinh tử. Hắn bị ép đến đường cùng, ý chí sinh tồn bộc phát mãnh liệt. Nếu muốn sống, chỉ có thể bị dồn vào chỗ chết rồi mới có thể hồi sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm thế của hắn bỗng chốc tăng vọt, uy lực của nó dưới kiếm ý trật tự đã vượt xa sức mạnh hắn nên có ở cảnh giới này. Oanh! Sức mạnh của hai bên bùng nổ khi va chạm, sóng xung kích hất văng Diệp Quân đi mấy trăm trượng, miệng trào máu tươi, cả người như muốn tan nát. Đầu óc hắn quay cuồng, nội tạng nứt vỡ, thần hồn bị thương, ý thứ dần mơ hồ. Hắn cắn mạnh vào lưỡi. Cơn đau làm hắn tỉnh táo lại, lắc mạnh đầu nhìn Tông Võ. Gã thấy hắn chưa chết thì càng kinh hoàng, ngươi là thứ quái vật gì? Kẻ này đã lật đổ toàn bộ nhận thức của gã. Cảnh giới nhân tiên mà chịu được ba chiêu, lại vẫn còn sống. Nhân tiên thật đấy à? Gã thấy không thật. Thứ yêu nghiệt. Tông Võ vốn tưởng Diệp Quân chỉ là hạng thiên tài tầm thường, nào ngờ lại là yêu nghiệt tuyệt thế. Tuyệt đối không thể để hắn sống lâu, bằng không hậu họa khôn lường. Sát ý dâng lên, gã bước tới, mang theo uy áp như núi non lao về phía Diệp Quân. Đồng tử Diệp Quân rụt lại, gầm lên, rút kiếm cắm xuống. Quỳnh! Kiếm ý trật tự cuồn cuộn ập đến, hóa thành lá chắn. Duỳnh! Uy áp vồ tới khiến lá chắn run lên bần bật rồi rạn nứt. Diệp Quân trào máu tươi nhuộm ướt quần áo. Hai mắt dữ tợn, Tông Võ vừa định ra tay thì chợt nghe tiếng nổ truyền tới từ phương xa. Gã kinh hãi quay lại, chỉ thấy thời không nơi đó đã vỡ ra. Diệp Trúc Tân và những người khác vui mừng không thôi, vội vã chạy về nơi đó. Làm càn. Tông Võ biến sắc, chưa kịp ra tay thì nghe Diệp Quân gầm lên, gia tăng kiếm ý đẩy lùi uy áp của gã. Gã tức giận trừng mắt, ta làm thịt ngươi trước.
Gã vung tay lên, thả ra một cái bóng yêu thú lao về trước. Diệp Quân đã bị uy áp cản lại, không thể lui cũng không thể đối phó. Đúng lúc này, Phó Cát vốn đã bước vào kẽ hở bỗng quay lại, thấy Diệp Quân gặp nguy hiểm thì biến sắc, không màng tất cả mà dùng thuấn không nhất kiếm. Xoẹt! Kiếm quang phóng ra như sấm, Phó Cát lao tới bên Diệp Quân trong nháy mắt, lĩnh chọn một đòn của yêu thú vào ngực. Duỳnh! Sức mạnh khổng lồ hất văng cả hai đi mấy nghìn trượng, té ngã sóng xoài. Diệp Quân hoảng sợ, mặc kệ đau đớn mà bò dậy ôm lấy Phó Cát, sau đó ngây ra như phỗng. Trên ngực y chỉ có một lỗ thủng to tướng. Phó Cát không ngừng nôn ra máu, chậm chạp tóm lấy vai Diệp Quân, thì thào, Diệp ca. Ta sắp chết rồi sao? Đầu óc trống rỗng, Diệp Quân nắm lấy tay y, Phó. Phó Cát lại nôn ra máu, ánh mắt dần tan rã nhưng vẫn siết lấy tay Diệp Quân, ta không sợ chết. Chỉ sợ, mẹ ta, không ai chăm sóc, cả đời cực khổ chưa được. Hưởng phúc, bỗng tay y buông thông, không còn hô hấp. Giọng Phó Cát vừa tắt, còn yêu thú kia đã lại lao về phía Diệp Quân, hai mắt long lên sòng sọc đầy ác độc. Bỗng nhiên, từ kẽ nứt kia vang lên tiếng kiếm minh. Có cường giả từ bên ngoài đi vào. Tông Võ, thấy vậy thì nhăn nhó, tuy không cam lòng nhưng vẫn vung tay thu yêu thú về. Đó cũng là lúc kiếm quang bay tới chiến trường. Việt Kỳ xuất hiện. Bà ta thấy Diệp Quân ôm thi thể Phó Cát gần đó thì ngẩn ra, sau đó bắn ánh mắt như lưỡi kiếm về phía Tông Võ, ngươi đã làm gì? Kiếm thế hùng hậu ập đến bao trùm gã. Nhưng khí tức kỳ lạ kia đã lùi sâu vào ẩn nấp trong người Tông Võ. Các cường giả khác lục tục vọt vào, ban đầu không ai hiểu gì, sau đó lần lượt nhìn gã. Tông Võ chỉ bình tĩnh đáp, ta đang chiến đấu công bằng với hắn, có vấn đề gì sao Việt Tông Chủ? Con mẹ ngươi! Diệp Thần hầm hầm đi tới, phẫn nộ quát lên, ngươi gian lận, để cường giả trong người ra đánh thay. Nếu không có Dương Huynh thì chúng ta đều bị ngươi diệt khẩu rồi. Lời này khiến những người khác ồ lên. Đánh thay! Bọn họ nhìn sang Tông Võ đầy khó tin. Gã chỉ thản nhiên cười nhạt, rõ ràng chính là người Thanh Châu Nam Châu các ngươi thua mà không chịu nhận, bèn hợp sức phá vỡ cấm chế. Bây giờ lại vu oan cho ta, đúng là nực cười. Diệp Thần tái mét cả mặt, sừng sộ quát, đến bây giờ rồi mà ngươi còn dám đổi trắng thay đen. Ngươi tưởng thư viện không biết à? Các thiên tài khác cũng đồng thanh lên án Tông Võ. Ánh mắt của Việt Kỳ và các cường giả Nam Châu nhìn gã đã mang theo sự bất thiện, sẵn sàng ra tay. Nhưng Tông Võ không hề nao núng, cười nói, rõ ràng chính là các ngươi không cam lòng nhận thua. Từ bỏ danh hiệu đứng đầu Vạn Châu, giờ lại bảo ta đổi trắng thay đen. Nếu không tin thì bây giờ chúng ta đánh lại, Thanh Châu Nam Châu các ngươi lên hết đây. Đánh lại. Lời này khiến các thiên tài hai châu tức giận vô cùng, không ngờ gã này dám đảo lộn sự thật một cách trắng trợn như vậy. Bỗng Diệp Trúc Tân bước ra, hành lễ với các viện chủ rồi nói, Tông Chủ, chư vị, chuyện là thế này. Sau đó kể hết một năm một mười. Tông Võ nghe xong thì cười lớn, ngươi nói trong người ta có một cường giả một phần thần tính. Chính ngươi không thấy buồn cười à? Một phần thần tính mà lại không giết được nhân tiên. Các viện chủ nhíu mày. Cường giả một phần thần tính. Có giết đại đế cũng là chuyện dễ như trở bàn tay chứ đừng nói giết nhân tiên. Làm sao mà thất bại cho được? Thế là họ nhìn Diệp Trúc Tân đầy nghi ngờ. Các thiên tài cũng cảm thấy điều này thật khó tin. Nhưng đó chính là sự thật, vì vậy ai nấy đều nhăn nhó khó chịu. Việt Kỳ và Chu Phu của Nam Châu tin họ, vì vậy đều nhìn Tông Võ như nhìn kẻ địch. Bỗng viện chủ thư viện Thanh Châu Chu Khâu bước ra, liếc nhìn Tông Võ và Diệp Quân rồi nói, việc này có điều kỳ lạ. Trước tiên tạm dừng giải đấu, tất cả các thí sinh có mặt tại đây bao gồm Tông Võ và Diệp Dương đều không được rời khỏi thư viện Thanh Châu để phục vụ điều tra. Các thiên tài hai châu tuy không phục nhưng cũng không làm gì được. Bên kia, Diệp Quân ôm thi thể Phó Cát đứng dậy. Hành động này của hắn hấp dẫn mọi tầm mắt. Tông Võ nhìn hắn với ánh mắt ẩn chứa sát ý. Vốn gã đã nắm chắc thắng lợi, nào ngờ lại xuất hiện tên yêu nghiệt này mà ngay cả bản thân gã hơn hắn mấy cảnh giới cũng không giết được ngay, giá mà có thêm chút thời gian thì tốt rồi. Diệp Quân đi đến, nói với Việt Kỳ, thư viện Thanh Châu có vấn đề.
lập tức thông báo tổng viện phái cường giả cao cấp đến quay ngược thời gian. Rồi ôm Phó Cát rời đi. Chu Khâu xa sầm mặt, dám nói thư viện có vấn đề, đúng là láo toét. Diệp Quân quay lại nạt lên, ông mới láo toét. Khí thế ồ ạt khiến Chu Khâu bị áp đảo đến ngẩn ra. Diệp Quân lạnh lùng trừng mắt nhìn rồi bước đi. Để lại Chu Khâu mặt mày tái mét, ánh mắt âm trầm. Việt Kỳ liếc nhìn ông ta và Tông Võ, nói, người đâu? U. Tiếng kiếm minh vang lên, một ông lão xuất hiện cạnh bà ta. Việt Kỳ lạnh nhạt ra lệnh cho tất cả đệ tử kiếm tông đến thư viện ngay lập tức. Chu Khâu lập tức hỏi, Việt Tông chủ có ý gì? Việt Kỳ liếc sang, ta bảo vệ đệ tử của ta, có gì không? Chu Khâu, bọn họ được thư viện bảo đảm an toàn, bà. Việt Kỳ ngắt lời, ta không tin ông. Chu Khâu sượng chân. Việt Kỳ không nói gì thêm mà dẫn dắt các đệ tử kiếm tu đi mất. Chu Phu quay sang nói với ông lão kế bên, báo cho thư viện và Nam Châu, lập tức gọi cường giả thư viện và kiếm tông đến ngay. Rồi lại nói với Chu Khâu, ta cũng không tin ông. Rồi đưa người của mình đi. Không chỉ vì nghe Diệp Quân nói mà không tin Chu Phu, một phần khác là vì quả cầu ghi hình bị hỏng kia. Ban đầu họ chỉ cho rằng có gì đó bất thường, bây giờ mới dám chắc có người cố ý gây nên. Mà đó chỉ có thể là phía chủ trì lần này thư viện Thanh Châu. Chu Khâu bị bỏ lại với sắc mặt xấu xí. Tông Võ thì hai mắt ngập tràn sát ý. Bên ngoài, thấy Diệp Quân đi đến với thi thể Phó Cát trên tay, đầu óc Thím Kiều trống rỗng, cả người ngã quỵ xuống đất. Tay người bán thịt kế bên hốt hoảng đỡ bà Thím Kiều. Toàn thân bà run lên bần bật, một hồi sau mới vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh băng của Phó Cát. Môi bà mấp máy nhưng không thốt nên lời. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trong cơn rối trí mà lòng đau như cắt, không dám ngẩng lên nhìn bà, lý nhí nói, xin lỗi thím. Thím Kiều run rẩy hỏi, nó, tử trận vì Thanh Châu sao? Diệp Quân lắc đầu, có người gian lận, huynh ấy cứu ta mà bỏ mạng. Thím Kiều thoáng ngẩn ra rồi gật đầu, lẳng lặng ôm Phó Cát vào lòng rồi xoay người rời đi, nhẹ nhàng bỏ lại một câu, ta không trách Diệp công tử. Rồi tiếp tục bước chân. Diệp Quân bất giác chào lệ. Cứ thế nhìn theo Thím Kiều và người bán thịt đến khi họ biến mất. Dương Dĩ An đi đến, im lặng nắm tay hắn, mặt đầy vẻ lo lắng. Việt Kỳ cũng đi tới, chúng ta cần nói chuyện. Diệp Quân gật đầu. Hắn và Dương Dĩ An theo Việt Kỳ đi vào đại điện, bên trong đã có Diệp Thần, Chu Phu và các cường giả Nam Châu. Mọi tầm mắt đổ dồn vào hắn. Chu Phu lên tiếng, Diệp công tử, chúng ta tin lời tiểu thần và Trúc Tân, nhưng vẫn có chút nghi ngờ trước việc cậu có thể chống lại cường giả một phần thần tính. Chúng muốn thử nghiệm một phen, không biết cậu có đồng ý. Diệp Quân, làm đi. Chu Phu gật đầu, thả ra khí thế hùng hậu ập tới. Diệp Quân vung kiếm trật tự lên. Quỳnh! Khí thế của Chu Phu bị phá vỡ. Ông ta ngạc nhiên vô cùng, tuy cảnh giới của ông ta chỉ mới đến Tuế Nguyệt Đại Đế nhưng cũng đã hơn nhân tiên rất nhiều. Đúng là yêu nghiệt. Ông ta khiếp sợ nghĩ. Những người khác cũng mang vẻ phức tạp, đây mới là yêu nghiệt chân chính. Diệp Quân nói, thư viện có vấn đề, kẻ ẩn nấp trong người Tông Võ không hề đơn giản, sợ rằng các vị không chống lại được. Thấy hắn nhìn sang, Việt Kỳ nói, ta đã báo cho Tổng viện. Bà ta liếc nhìn, yên tâm, thư viện sẽ cho ngươi và Phó Cát một câu trả lời thích đáng. Diệp Quân gật đầu. Một nơi khác. Trong điện nọ. Chu Khâu nhăn nhó hỏi tội, Tông Võ, sao lại thành ra thế này? Gã tỉnh bơ đáp, ta không ngờ hắn lại đáng gờm đến vậy, có thể ngăn ta lại ngần ấy thời gian. Sát ý lạnh lẽo lóe ra trong mắt gã. Chu Khâu xa sầm mặt, bây giờ giải quyết thế nào đây? Tông Võ, nhếch mép nhìn lại, sợ cái gì chứ? Chu Khâu cả giận, sao lại không sợ? Lỡ Tổng viện phái cường giả cao cấp xuống quay ngược thời gian. Tông Võ, chỉ cười, yên tâm, chỉ có các chủ và viện trưởng mới điều động được cường giả cỡ đó. Mà người trước hiện đang lo lắp đường dây với Đại Chu, không có mặt tại thư viện, người sau thì chẳng biết đi đâu rồi. Đây chỉ là chuyện vặn mà thôi.
Chu Khâu vừa mở miệng định nói thì bị gã ngắt lời, chúng ta đã phái người đi xóa dấu vết thời gian ở chiến trường đó, khi ấy đám cường giả kia có tới cũng chịu bó tay. Chu Khâu nghe vậy thì mới thoáng hỏa hoãn, rồi lại hạ giọng, quan trọng nhất là phải giải quyết lũ con cháu thế gia Thanh Châu Nam Châu. Mấy nhà khác thì thôi, nhưng hai nhà Diệp Pan thì tính thế nào? Tông Võ, Lãnh Đạm, người của chúng ta đã ra tay. Chu Khâu nhìn gã với vẻ đề phòng. Chỉ thấy, Tông Võ, đứng dậy, bắn ánh mắt lạnh lẽo ra bên ngoài, thằng danh kiếm tu Diệp Dương kia chắc chắn phải chết. Thành Thanh Châu. Trong gian nhà tranh, Thím Kiều quỳ gối trước chiếc giường nơi đặt thi thể Phó Cát. Bà dịu dàng vuốt ve mặt y, thì thầm, con đã hứa sẽ tổ chức hôn lễ cho mẹ mà, sao lại không giữ lời chứ? Người bán thịt thấy thế thì sốt ruột, nhưng vì ăn nói vụng về nên không biết an ủi ra sao. Một hồi sau, Thím Kiều lật chăn lên bao trùm cả người Phó Cát, vuốt mặt cười nói với ông ta, cảm ơn ông đã chăm sóc mẹ con ta mấy năm nay. Ông ta chần chừ rồi chủ động nắm tay bà, ta. Thím Kiều cầm lại, nhìn vào gương mặt lo lắng của ông ta, ông yên tâm, ta sẽ không làm gì dại dột. Ta còn phải đến trước tượng của viện trưởng, nhờ ngài ấy trả lại công bằng cho con tôi. Người bán thịt gật đầu, chúng ta cùng đi. Thím Kiều gật đầu. Hai người ngồi đó một đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, Thím Kiều mở mắt ra thì đã không thấy người bán thịt đâu. Bà vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy cửa nhà bị khóa, trong ổ khóa có nhét một mảnh giấy nhăn nhúm với hai chữ, nguy. Hiểm. Làm bà giật mình run bắn. Chấm chấm chấm. Sáng hôm ấy, người bán thịt đi tới thư viện Quan Huyên. Đương lúc ông ta sắp đến gần tượng viện trưởng thì bị một người áo đen chặn lại, hỏi. Đến đây làm gì? Người bán thịt gom hết dũng khí, lắp bắp ta. Cha của, Phó Cát. Tỉ thí, gian lận, muốn, báo oan, viện trưởng. Đối phương chỉ nói, chờ ở đây. Rồi biến mất. Một hồi sau, y xuất hiện lại, lạnh lùng nhìn người bán thịt. Ông ta sững người, rồi như cảm nhận được gì mà lần mò đến con dao mổ heo dắt bên hông. Bỗng. Quỳnh. Thân thể ông ta bốc cháy. Ông ta chỉ kịp liếc nhìn tượng viện trưởng một lần cuối rồi hóa thành cho bụi, như thể chưa từng tồn tại. Trong đại điện, Diệp Quân ngồi xếp bằng chữa thương. Hắn hiện tại không bằng trước kia, không có thần trang tự chữa lành mà chỉ có thể đi từng bước một. Vết thương vô cùng nghiêm trọng, từ nội tạng đến thần hồn đều bị thương nặng. Nếu trận chiến kéo dài thêm nữa thì hắn cũng không ngăn được đối thủ khi cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, có thể làm được bấy nhiêu đã là cực hạn. Dương Dĩ An luôn bầu bạn bên hắn, lo lắng không thôi khi thấy hắn im lìm suốt mấy ngày trời. Trong lúc Diệp Quân trị thương, Vạn Châu cũng đã nổ tung. Tỷ thí Vạn Châu bị gián đoạn là chuyện chưa từng xảy ra. Một người áo đen bí ẩn bất ngờ xuất hiện vào một ngày nọ. Tộc trưởng Diệp Lâm đứng trong đại điện, đanh mặt hỏi các hạ là ai. Người kia chỉ đưa ra một tấm lệnh bài. Diệp Lâm nhìn thấy nó thì biến sắc, ngươi. Sau đó ông ấy vội vã đi tới thư viện Quan Huyên, một mực đòi đưa Diệp Trúc Tân đi. Trên đường về, Việt Kỳ hiện ra ngăn cản, Diệp gia chủ định làm gì? Diệp Lâm chỉ nói, nhà chúng ta không dây vào chuyện này nữa. Việt Kỳ nhíu mày, Diệp Trúc Tân là nhân chứng, ông nói không dây vào là thế nào? Chẳng lẽ nhà các ông bị uy hiếp? Tin đồn mọc lên như nấm sau mưa. Có người nói, Tông Võ, gian lận, cũng có người nói Thanh Châu Nam Châu thua mà không nhận. Tóm lại là loạn cào cào. Các cường giả thư viện Nam Châu và Kiếm Tông cũng đi đến thư viện Thanh Châu để bảo vệ Diệp Thần và những người khác. Các kiếm tu thuộc Kiếm Tông Thanh Châu cũng chạy đến thư viện ở nơi này, ngày đêm canh giữ bảo vệ nhóm Diệp Trúc Tân. Ở nhà họ Diệp. Diệp Lâm lắc đầu, không ai uy hiếp gì cả, lần này là chúng ta không bằng người khác, chỉ thế thôi. Nói rồi đưa Diệp Trúc Tân về. Để lại Việt Kỳ sửng sốt tại chỗ, sau đó vội vã trở về thư viện. Trong Diệp phủ, Diệp Trúc Tân tức tối hỏi, cha làm vậy là sao? Nhà họ Diệp không dây vào là thế nào? Cha có biết nếu không nhờ Diệp Dương thì con đã bị giết rồi không? Diệp Lâm lắc đầu, thấp giọng thì thầm một câu. Làm Diệp Trúc Tân tái cả mặt,
ngồi phịch xuống ghế, sao lại thế được? Diệp Lâm tỏ vẻ phức tạp, chúng ta không thắng được đâu con à. Trừ khi kiếm chủ nhân gian còn chịu thừa nhận chúng ta, bằng không thì không cách nào đấu lại. Diệp Trúc Tân hoang mang, sao lại như vậy hả cha? Diệp Lâm lắc đầu, đây chính là xã hội, là hiện thực. Diệp Trúc Tân siết chặt hai tay, nhưng nếu không nhờ Diệp Dương thì con đã bị giết rồi, bây giờ chúng ta rút ra thì một mình hắn biết làm thế nào. Diệp Lâm, con muốn mạo hiểm tính mạng của cả tộc thì cứ việc đi. Mặt Diệp Trúc Tân càng thêm trắng bệch, chỉ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Kiếm tu tức tu tâm, làm sao cho tùy tâm sở dục, không thẹn với lòng. Nhưng cô ấy biết nếu cố chấp làm vậy thì sẽ làm hại đến toàn bộ gia tộc. Phải làm sao đây? Chỉ còn tuyệt vọng. Diệp Trúc Tân đành nhắm mắt lại. Chấm chấm chấm. Khi Diệp Trúc Tân được đưa về nhà họ Diệp, An Mộc Cẩn cũng bị đưa về nhà họ An. Trong đại điện, An Mộc Cẩn lớn tiếng chất vấn gia chủ An Lăng, vì sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? An Lăng không đáp, chỉ dùng tay chấm vào nước trà, viết ra ba chữ trên bàn. Làm An Mộc Cẩn vừa nhìn thấy đã ngây ngẩn. Sắc mặt An Lăng đanh lại, nhà chúng ta phát triển cho đến nay đã vô cùng khó khăn, con tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột để gây họa lên đầu. An Mộc Cẩn ngồi phịch xuống ghế. An Lăng thở dài, lòng ta cũng khó chịu, nhưng không còn cách nào. Chúng ta không bằng họ, chỉ có thể nhịn thôi. Ông nhìn An Mộc Cẩn, phải lấy đại cục làm trọng, hiểu chưa? Sau một hồi im lặng, An Mộc Cẩn gật đầu, tộc trưởng yên tâm, con tự biết lợi hại. An Lăng gật đầu, thế thì tốt. An Mộc Cẩn lại nói, nếu viện trưởng mà biết, thì hẳn sẽ thất vọng với thế giới này lắm. Rồi lắc đầu bỏ đi. An Lăng bỗng nói, đừng cho nó rời khỏi nhà họ An. Đại trưởng lão nhà bọn họ bước ra từ trong góc. Thấp giọng nói, tộc trưởng, chuyện này đúng là ép người quá đáng. An Lăng chỉ nói, chỉ có thể nhịn mà thôi. Đại trưởng lão thở dài, nếu Tú Võ Thần còn ở đây, chúng ta cần gì phải khuất nhục như thế? Rồi bỏ đi. Đấu lại ư, phải có người mới đấu lại được, mà nhà họ An thì không có. An Mộc Cẩn trở về phòng, im lặng ngồi trước cửa sổ. Y chợt nghĩ tới người đã dạy y kiếm đạo Diệp Quân, nghĩ tới hắn kiên cường bám lấy cường giả bí ẩn để cứu họ ở nơi kia. Rồi lại nghĩ tới An Khinh Hàn. Đường tỷ đã dặn y sống trên đời phải biết giữ lên, sống sao cho đừng hổ thẹn lương tâm, đừng sỉ nhục tổ tiên dòng họ. An Mộc Cẩn hít vào một hơi, lấy bùa truyền âm ra nói, tỷ tỷ, việc này vô cùng quan trọng, sợ rằng đệ có thể sẽ khiến cả nhà gặp tai họa. Nhưng Diệp Dương huynh có ơn với đệ, nếu chỉ khoanh tay đứng nhìn thì thật quá hổ thẹn. Khổ rằng đệ đây tài hèn sức mọn, mới xin tỷ giúp đỡ. Rồi bóp vỡ mảnh bùa. Nó hóa thành ánh lửa xuyên thủng không gian rồi biến mất. Nhưng rồi lại bị một sức mạnh bí ẩn chặn lại trên bầu trời Thanh Châu, hóa thành cho bụi. Ở Nam Châu, Diệp Khiếu hỏi người áo đen đối diện, nếu chúng ta không thỏa hiệp thì sao? Các ngươi sẽ diệt khẩu à? Đối phương khàn giọng đáp, tộc trưởng quá lời. Ta đến đây không phải để uy hiếp mà chỉ để nói, nếu tỷ thí Vạn Châu tiếp tục, Diệp thần chắc chắn sẽ chết. Tông võ không chỉ có thân thể bán yêu mà còn đến cảnh giới đại đế. Đại đế? Diệp Khiếu biến sắc đầy khó tin. Người áo đen lại nói, chúng ta không muốn kết thù với nhà họ Diệp, ngược lại còn muốn giao hảo trọn đời. Mục tiêu của chúng ta là vị trí đứng đầu lần này, mà tông võ hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Diệp thần nếu không phục thì có thể khiêu chiến bất kỳ lúc nào, tông võ sẽ tự động rút lui nếu thua cuộc. Diệp Khiếu sầm mặt trong im lặng. Người áo đen, chuyện lần này là vì một thanh niên tên Diệp Dương, chúng ta chỉ mong các vị đừng xen vào, xem như chúng ta nợ một lần ân tình. Vào lần tỉ thí sau, chúng ta có thể giúp nhà họ Diệp giành hạng nhất. Tộc trưởng hẳn sẽ không nghi ngờ sức mạnh của chúng ta chứ. Diệp Khiếu vẫn im lặng. Người áo đen đứng dậy, ta tin ông sẽ không vì một kẻ xa lạ mà làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Sau đó rời đi. Để lại Diệp Khiếu chỉ biết thở dài. Đại trưởng lão trong tộc xuất hiện, do dự nói, tộc trưởng. Diệp Khiếu, mọi chuyện không nên như thế này. Đại trưởng lão, chúng ta không thể chỉ phân đúng sai mà còn phải tính toán lợi hại.
Ta không cho rằng việc này có thể xô ngã họ. Hơn nữa chúng ta dù có Tiểu Quân nhưng hắn cũng không cùng huyết mạch, bọn họ đến nói trực tiếp với chúng ta đã là quá nể mặt rồi. Diệp Khiếu bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhà họ Diệp thoạt nhìn như đang cực thịnh nhưng đó là nhờ vào danh tiếng Diệp Quân. Bọn họ đang phát triển nhanh chóng, nhưng xét khắp vũ trụ quan huyên thì còn thua cả thế lực hạng ba, lại còn không có thực quyền ở Tổng viện Thư viện. Nếu không có mối quan hệ với Diệp Quân thì thật sự không đáng để vào mắt. Cho dù Diệp Khiếu có muốn nhúng tay vào thì cũng không có năng lực, bởi nhà bọn họ chẳng làm được gì thư viện cả. Đại trưởng lão lại nói, tộc trưởng, nếu muốn xen vào thì chỉ còn cách liên hệ trực tiếp Diệp Quân. Nhưng ngài cũng biết, người ta so với Tiểu Quân của chúng ta thì... Ông ta bỏ dở tại đây. Diệp Khiếu ngẩn ra rồi lắc đầu cười khổ. Chấm chấm chấm. Ở một nơi khác. Hám Vân Sơn đanh mặt nhìn người áo đen trước mắt. Đối phương cũng chỉ lẳng lặng nhìn lại. Một luồng khí tức hùng hậu lao ra từ trong cơ thể Hám Vân Sơn. Người áo đen nhíu mày. Giọng nói bí ẩn đó cười hỏi, các hạ định giết người diệt khẩu. Người áo đen đáp, còn phải xem các hạ có thức thời không. Giọng nói bí ẩn, tùy vào lai lịch của các hạ đến đâu. Người áo đen vung tay, đẩy một tấm lệnh bài sang chỗ Hám Vân Sơn. Giọng nói bí ẩn im lặng một hồi rồi vang lên, thầy trò chúng ta sẽ không xen vào. Người áo đen lạnh lùng đáp, nhớ giữ lời. Rồi xoay người biến mất. Hám Vân Sơn lắp bắp, sư phụ, không ngờ họ lại là. Vậy Diệp Dương kia toi rồi. Giọng nói bí ẩn, chưa chắc. Hám Vân Sơn ngạc nhiên, sao? Giọng nói bí ẩn, đi về trước đi. Một cái bóng mở phóng lên cao, đi vào tầng mây. Nhìn về phía Thư viện Thanh Châu, kiếm ý của tên đó. Hắn lấy trật tự làm kiếm. Nếu không phải ta từng tạo ra trật tự thì đã không nhận ra. Bỗng ông ta mở to mắt, đừng nói là tên khốn vua dựa dẫm chuyển thế tu luyện lại chứ. Mẹ, hắn lại rảnh đời tới thế à? Ôi trời à! Chấm chấm chấm. Đại điện Thư viện ở Thanh Châu. Khi Việt Kỳ bước vào, Diệp Quân mở mắt ra, người của Tổng viện đến rồi. Bà ta không đáp lời. Diệp Quân nhíu mày, có chuyện à? Việt Kỳ gật đầu, tất cả thiên tài Thanh Châu Nam Châu đều bị đưa về nhà, gia tộc họ quyết định không tham gia chuyện này nữa. Diệp Quân, hai nhà An Diệp. Việt Kỳ, phải. Diệp Quân nhíu mày. Bỗng một ông lão đi vào, ra vẻ muốn nói lại thôi. Việt Kỳ, nói. Ông lão, bẩm tông chủ, Diệp công tử, chúng ta vừa nhận được tin. Người bán thịt là cha của Phó Cát sáng nay đến thư viện báo oan, nhưng đã biến mất rồi. Diệp Quân biến sắc, biến mất rồi. Diệp Quân chạy thẳng ra ngoài, nhưng hắn vừa ra khỏi đại điện, một ông lão áo đen đã chặn trước mặt hắn. Diệp công tử, viện chủ có lệnh tạm thời cậu không được rời khỏi kiếm tông. Cút! Diệp Quân quát một tiếng, một luồng kiếm ý mạnh mẽ thoáng chốc đẩy lùi ông lão liên tục lùi lại mấy chục trượng. Ông ta nhìn Diệp Quân, thầm thấy sợ hãi, nhưng ông ta nhanh chóng xa sầm mặt, đang định ra tay thì Việt Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta cút. Lúc này, Diệp Quân đã dẫn theo Dương Dĩ An ngự kiếm bay lên, biến mất ở cách đó không xa. Ông lão đen mặt, sắc mặt vô cùng khó coi, Việt tông chủ, bà. Cút. Việt Kỳ bỏ lại câu này rồi ngự kiếm vội vàng đuổi theo, bây giờ bà ta cũng phát hiện chuyện này có gì đó kỳ lạ. Nhất định phải đi theo, nếu không e rằng Diệp Dương sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà ở một nơi khác có hai người đang nhìn Việt Kỳ và Diệp Quân rời đi, chính là Chu Khưu và Tông Võ. Chu Khưu nhìn chằm chằm phía chân trời bằng ánh mắt lạnh như băng, Việt Tông chủ này đúng là một phiền phức. Tông Võ bình tĩnh nói, chúng ta sẽ giải quyết bà ta. Chu Khưu im lặng nhìn ông ta. Tông Võ lại nói, ta thấy khá hứng thú với người tên là Diệp Dương đó. Người như vậy chắc chắn không thể là người bình thường được, không biết gia tộc của ta có điều tra được lai lịch của hắn ta không? Chu Khưu bình tĩnh nói, ông không sợ thế lực sau lưng hắn ta còn lớn mạnh hơn các người à? Tông Võ bật cười, đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe đấy. Chu Khưu cũng bật cười. Tông Võ nói, chuyện này giải quyết sau đi, chúng ta sẽ sắp xếp ông vào ngoại các, còn nội các thì tạm thời đừng nghĩ tới. Chu Khưu gật đầu, ta hiểu. Nói xong,
ánh mắt ông ta trở nên hơi nóng bỏng. Khi Diệp Quân đến nhà của Phó Cát, thấy Thím Kiều không sao, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thím Kiều nắm lấy tay hắn, hoảng sợ nói, người bán thịt. Diệp Quân im lặng nhìn Thím Kiều. Rõ ràng Thím Kiều đã hiểu, bà ấy run rẩy, sau đó ngất xỉu. Diệp Quân và Dương Dĩ An vội vàng đỡ Thím Kiều. Lúc này, Việt Kỳ đi vào. Diệp Quân đứng bên mép giường nhìn thi thể của Phó Cát, mãi không nói câu nào. Dương Dĩ An không ngừng lau nước mắt. Sắc mặt Việt Kỳ u ám một cách đáng sợ, xin lỗi, ta không ngờ bọn họ lại dám điên cuồng đến mức này. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Việt Kỳ, Việt Tông Chủ, mục tiêu tiếp theo của bọn họ có lẽ là bà đấy. Việt Kỳ cau mày, bọn họ muốn động đến ta cũng đâu có đơn giản, ta không thuộc quản lý của thư viện, ta là người của Kiếm Tông, ngoài viện trưởng, Kiếm Tông không nghe lệnh bất cứ ai khác, dù nội các cũng không có quyền ra lệnh trực tiếp cho Kiếm Tông. Diệp Quân nói, ý của ta là bọn họ có thể thẳng tay tiêu diệt bà. Việt Kỳ thoáng ngây người, tỏ vẻ khó tin, bọn họ dám sao? Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, không nói một lời. Sắc mặt Việt Kỳ rất nặng nề, nếu là tình huống bình thường thì chắc chắn không dám, nhưng trước mắt thì đối phương có thể làm thế, điên cuồng đến mức này, còn có gì không dám nữa. Diệp Quân nhẹ giọng nói, là lỗi của ta nên bảo bà liên hệ với Kiếm Tông trước, chứ không phải thư viện. Liên hệ với Kiếm Tông. Việt Kỳ nghe vậy thì lấy một lá bùa truyền âm ra bóp nát, nhưng sau đó, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, không thể truyền tin được. Diệp Quân lắc đầu, muộn rồi. Việt Kỳ cầm kiếm, sắc mặt lạnh như băng, trên người tản ra khí thế uy áp kiếm đạo cực kỳ kinh khủng. Diệp Quân nhìn Việt Kỳ, bây giờ rời khỏi đây, đồng thời thể hiện bà sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Việt Kỳ nhướng mày, người cảm thấy ta sợ chết sao? Diệp Quân lắc đầu, lấy lùi làm tiến, bà làm thế có thể để bọn họ tạm thời không nhằm vào bà, như thế bà mới có thể đi đến Kiếm Tông, thông báo cho cấp cao trong Kiếm Tông. Việt Kỳ im lặng. Diệp Quân nhìn chằm chằm bà ta, Việt Tông Chủ, đây là cách duy nhất của chúng ta hiện tại rồi. Việt Kỳ lại lắc đầu, việc ngươi có thể nghĩ tới chắc chắn bọn họ cũng đã nghĩ tới, chỉ cần ta có ý định rời khỏi Kiếm Tông, bọn họ sẽ thẳng tay giết chết ta. Diệp Quân im lặng. Việt Kỳ chơi hỏi, ngươi có dám cùng ta đi tới Tổng viện của Thư viện không? Diệp Quân nhìn Việt Kỳ, bà ta cũng nhìn thẳng vào hắn, nếu ngươi dám, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng đưa ngươi tới Tổng viện. Diệp Quân trầm giọng nói, Việt Tông Chủ, nếu làm như thế, bà sẽ... Việt Kỳ chợt nổi giận, đừng nói nhảm nữa, chỉ cần nói là ngươi có dám hay không, chỉ cần ngươi dám, ta sẽ theo ngươi, ngươi đi tới Tổng viện. Ta không tin có người có thể một tay che trời. Diệp Quân hỏi, vì sao lại làm thế? Việt Kỳ nhìn chằm chằm hắn, vì chính nghĩa. Sau đó, bà ta xoay người đi ra ngoài, lúc đến cửa, bà ta chợt nói, cho ngươi thời gian nửa canh giờ. Sau đó, bà ta ra khỏi phòng. Diệp Quân trong phòng im lặng không nói một lời. Dương Dĩ An chợt lên tiếng, Thím Kiều. Diệp Quân vội vàng xoay người đi tới bên cạnh Thím Kiều, Thím Kiều chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy Diệp Quân, ánh mắt bà ấy hơi mờ mịt, nhưng sau đó dường như nhớ lại điều gì, bà ấy lập tức rơi nước mắt, là ta hại thằng bé, là ta hại thằng bé. Sau đó, dường như lại nghĩ đến điều gì, bà ấy vội vàng nắm lấy tay Diệp Quân, run rẩy nói, Diệp công tử, chuyện này, cứ thế bỏ qua đi, cậu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nữa. Diệp Quân cúi đầu, được. Thím Kiều nhìn Diệp Quân, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Diệp Quân quay đầu nhìn Dương Dĩ An bên cạnh, nhẹ giọng nói, muội ở lại đây với Thím Kiều, được chứ? Trong mắt Dương Dĩ An tràn đầy nỗi lo lắng, cô bé biết Diệp Quân muốn làm gì, vì cô bé nghe thấy rõ những gì hắn nói với Việt Kỳ khi nãy. Nhưng cô bé vẫn gật đầu, được. Cô bé biết lúc này mình đi theo không giúp được gì. Hơn nữa Thím Kiều cũng cần có người chăm sóc. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa đầu Dĩ An, sau đó nói, chăm sóc tốt cho Thím Kiều và cả bản thân mình đấy. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Phó Cát, nhìn Phó Cát đã tắt thở, ánh mắt Diệp Quân dần trở nên lạnh băng, hắn im lặng một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi,
Dương Dĩ An nắm chặt lấy tay Thím Kiều, mà lúc này, Thím Kiều hai mắt nhìn thẳng, vẻ mặt thẫn thờ. Dương Dĩ An nắm chặt lấy tay Thím Kiều, cô bé muốn an ủi bà ấy, nhưng cô bé biết lúc này nói chuyện không có ý nghĩa gì cả. Việc cô bé phải làm bây giờ là bầu bạn bên cạnh Thím Kiều, không để Thím Kiều làm chuyện điên rồ. Khi Diệp Quân rời khỏi nhà tranh, Việt Kỳ đã đợi từ lâu, mà sau lưng Việt Kỳ còn có 120 tên kiếm tu, trong đó cảnh giới thấp nhất cũng là đạo tiên. Kiếm tu mạnh nhất của kiếm tông Thanh Châu đều đã đến. Việt Kỳ nhìn Diệp Quân, đi tới tiên bảo các trước đã. Diệp Quân nói, theo tình hình trước mắt, có lẽ tiên bảo các sẽ không cho chúng ta đi trận pháp dịch chuyển. Việt Kỳ gật đầu, ta biết, nhưng vẫn phải đến đo một chuyến, ta muốn xem rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào, xem bọn họ có thể khiến tiên bảo các cũng phải nghe theo lệnh mình không. Diệp Quân gật đầu, được. Mọi người nhanh chóng ngự kiếm lướt qua chân trời, chỉ trong nháy mắt họ đã đến tiên bảo các. Vừa đến nơi, tổng quản sự tiên bảo các Thanh Châu lập tức đi ra, người này là một ông lão tên Lưu Trung. Lưu Trung nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó nhìn về phía Việt Kỳ, Việt Tông Chủ, bà làm vậy là có ý gì? Việt Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Trung, Lưu quản sự, dựa vào năng lực tình báo của tiên bảo các, ta không tin ông không biết đầu đuôi chuyện này. Lưu Trung im lặng. Việt Kỳ nhìn chằm chằm ông ta, bây giờ chúng ta muốn sử dụng trận pháp dịch chuyển của tiên bảo các để đi tới Tổng Viện. Rất thẳng thắn. Lưu Trung im lặng. Việt Kỳ nhìn Lưu Trung, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Nếu bọn họ muốn đi đến Tổng Viện, cách nhanh nhất là sử dụng trận pháp dịch chuyển của tiên bảo các, cũng là cách an toàn nhất. Dù sao nơi đó cũng là tiên bảo các, người bình thường không dám phá hủy thông đạo trận pháp dịch chuyển của bọn họ. Lưu Trung khẽ thở dài, Việt Tông Chủ, bà cần gì phải làm như thế chứ? Nghe thấy lời Lưu Trung, ánh mắt Việt Kỳ thoáng chốc trở nên lạnh như băng, ta thấy bất ngờ thật sự đấy, không ngờ cả tiên bảo các của các người cũng không dám trở mặt với đối phương. Lưu Trung lắc đầu, Việt Tông Chủ, thực lực của tông võ kia quá rõ, còn người bên cạnh bà lại làm tôi thấy khá đáng ngờ, vì tiên bảo các của ta cũng không thể điều tra ra lai lịch của hắn. Việt Tông Chủ, bà tiền đồ vô lượng, vì một người không rõ lai lịch phá hỏng tiền đồ của mình, còn muốn liên lụy đến nhiều người trong kiếm tông như thế, thật sự không đáng đâu. Việt Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Trung, hắn thân phận đáng ngờ, chỉ cần đi tới Tổng Viện sẽ có người của ngoại các và nội các quyết định ai đúng ai sai, chẳng phải tốt hơn sao? Lưu Trung im lặng. Việt Kỳ châm chọc, nếu đã làm đào thì đừng lập bàn thờ trinh tiết cho mình. Lưu Trung xa sầm mặt, Việt Tông Chủ, bà đừng có quá đáng. Việt Kỳ lắc đầu, lười nói nhảm với ông ta, bà ta nhìn về phía Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Diệp Quân nhìn Lưu Trung, Lưu quản sư còn nhớ chuyện viện trưởng năm đó không? Năm đó viện trưởng bị vu oan, cuối cùng được rửa sạch oan ức, tiên bảo các cũng bị lọc máu, ông không sợ sau này tổng các sẽ biết những hành động này của mình à? Lưu Trung nhìn về phía Diệp Quân, chàng trai trẻ, năm đó vì sao viện trưởng được rửa oan? Đó là vì lúc đầu đã có người ở nội các âm thầm bảo vệ, nếu không đừng nói là rửa oan, có lẽ ngài ấy còn không đến được Thanh Châu, còn ngươi, đừng trách ta nói thẳng, ngươi có chỗ dựa sao? Nếu có thì nói ra đi, chỉ cần mạnh hơn họ, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi. Rất thẳng thắn. Rất thực tế. Diệp Quân nhìn chằm chằm Lưu Trung, chỗ dựa của ta là viện trưởng, là quan huyên pháp. Lưu Trung giễu cợt, buồn cười. Diệp Quân thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Việt Kỳ, đi thôi. Việt Kỳ gật đầu, mọi người nhanh chóng biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, biến mất ở cuối chân trời. Lưu Trung nhìn mọi người biến mất nơi chân trời, lắc đầu. Còn bảo viện trưởng chứ, viện trưởng là ai? Bắt đầu từ khi ra đời đã có đại lão tuyệt thế hộ đạo, dù không có nội các thì ngài ấy cũng sẽ không chết, còn ngươi, ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi đủ tư cách so sánh với viện trưởng sao? Còn muốn lừa ta bảo vệ ngươi, đồ ngu ngốc. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Tiên bảo các không hợp tác đồng nghĩa họ chỉ có thể ngự kiếm đi tới Tổng Viện của Thư viện Quan Huyên, dù xa nhưng cũng đành chịu. Mà vào lúc sắp rời khỏi Thanh Châu, Diệp Quân đột nhiên dừng lại. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Quân, sao vậy? Diệp Quân chợt nói, Việt Tông Chủ, vì sao đến bây giờ bọn họ vẫn không có động tĩnh gì cả? Việt Kỳ thoáng cau mày.
Diệp Quân nhìn bà ta, bọn họ cố tình đợi chúng ta rời khỏi Thanh Châu. Việt Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nơi này có 100 người của Kiếm Tông, ta không tin bọn họ dám giết hết chúng ta. Diệp Quân cứ nhìn bà ta như thế, không nói một lời. Sắc mặt Việt Kỳ dần trở nên nặng nề. Ngu Ngưng ở bên cạnh Việt Kỳ trầm giọng nói, tiêu diệt hơn 100 kiếm tu, bọn họ thật sự dám điên cuồng như thế ư. Diệp Quân xoay người nhìn về phía sâu trong tinh không, nơi đó vô cùng yên tĩnh, không có gì dị thường cả. Việt Kỳ chợt nói, dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ dốc hết khả năng hộ tống ngươi tới Tổng viện. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Việt Kỳ cũng nhìn chằm chằm hắn, không chỉ vì chính nghĩa mà còn vì ngươi là người của Kiếm Tông chúng ta, nếu đã như thế thì ta phải có trách nhiệm với ngươi, đừng nói là ngươi, dù đổi lại bất cứ kiếm tu nào, ta cũng sẽ làm như thế. Trong mắt Diệp Quân lóe lên ánh sáng phức tạp, hắn thầm nói trong lòng, tháp ra, trên đời này luôn có một vài người vẫn đang giữ vững bản tâm của mình, khâu vá lại những khe hở trên thế giới này. Tiểu tháp nói, ngươi chắc chắn bọn họ dám ra tay với Kiếm Tông sao? Diệp Quân đáp, nếu mấy người Việt Tông chủ liều mạng bảo vệ ta, chắc chắn những người đó sẽ ra tay giết người, giết cả bà ta luôn. Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân nhìn về phía sâu trong tinh không, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Việt Kỳ chợt nói, có phải ngươi có tính toán gì không? Nếu có thì cứ nói ra để ta xem có được không, nếu không có tính toán gì thì nghe theo ta. Chúng ta bảo vệ ngươi đi tới Tổng viện. Diệp Quân nhìn về phía Việt Kỳ, trở về Kiếm Tông. Việt Kỳ nhíu mày, trở về Kiếm Tông. Diệp Quân gật đầu, dẫn cả Thím Kiều và Dĩ An về Kiếm Tông. Việt Kỳ nhìn chằm chằm hắn, ngươi chắc chứ? Diệp Quân đáp, nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài thì chắc chắn bọn họ sẽ ra tay, chỉ khi trở về Kiếm Tông, bọn họ mới kiêng dè. Dù sao Kiếm Tông không chỉ có trận pháp mà còn có tượng của viện trưởng nữa. Việt Kỳ nhìn Diệp Quân, nghe lời ngươi vậy. Mọi người nhanh chóng vòng trở về. Tiểu tháp chợt cất lời, ngươi không muốn những kiếm tu kia hy sinh vô nghĩa, đúng không? Diệp Quân gật đầu, không riêng gì họ, còn cả Dĩ An và Thím Kiều nữa, nếu chúng ta rời đi, khó đảm bảo bọn họ sẽ không ra tay với hai người đó để uy hiếp chúng ta. Tiểu tháp hỏi, ngươi có tính toán gì không? Diệp Quân híp mắt, ta muốn xem có phải bọn họ thật sự có thể một tay che trời không? Mọi người nhanh chóng biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Ở sâu trong tinh không có hai người đang nhìn nhóm Diệp Quân rời đi. Chính là Tông Võ và viện chủ Chu Khưu của Thanh Châu. Thấy mấy người Diệp Quân rời đi, Chu Khưu cau mày, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi? Tông Võ cười nói, bọn họ nghĩ trở về Kiếm Tông là có thể sống à? Chu Khưu xa sầm mặt, tốt nhất đừng ra tay ở Thanh Châu, đặc biệt là ở Kiếm Tông, chuyện này có liên quan đến nhiều mặt, sẽ khiến nội các chú ý tới, khi đó sự việc sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Tông Võ nhìn chằm chằm phía xa, thiếu niên kia nhất định phải chết, tiện thể giải quyết Việt Tông chủ cứng đầu kia luôn. Chu Khưu nhíu mày, ngươi! Tông Võ bình tĩnh cất lời, Chu viện chủ, chuyện này ông chỉ cần đứng nhìn là được. Nói xong, gã chợt quay đầu nhìn sang một bên, phong tỏa Thanh Châu, không có lệnh của tộc ta, không một ai được bước vào Thanh Châu. Trong bóng tối có một giọng nói vang lên, tuân lệnh. Chẳng mấy chốc, trong tinh không có mấy chục khí thế mạnh mẽ bí ẩn xuất hiện. Cảm nhận được những hơi thở đáng sợ kia, Chu Khưu nhất thời không dám nói tiếp nữa. Không lâu sau đó, mấy người nhóm Diệp Quân trở lại Kiếm Tông. Sau khi về đến Kiếm Tông, Việt Kỳ lập tức khởi động trận pháp bảo vệ của Kiếm Tông, tất cả đệ tử Kiếm Tông chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Thư viện Quan Huyên của Thanh Châu lúc này thì lại rất yên ắng, mọi chuyện đều diễn ra như bình thường. Trong đại điện, Diệp Quân cất lời, Việt Tông chủ, bà hãy gọi kiếm tu đạt tới cảnh giới kiếm hoàng trong Kiếm Tông đến đây đi. Việt Tông chủ nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó nói, truyền lệnh người nào đạt tới cảnh giới kiếm hoàng lập tức đến điện các chủ. Giọng nói như sấm truyền ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc đã có 32 kiếm tu xuất hiện trong điện các chủ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân nhìn những kiếm tu trước mặt, sau đó nói, các vị đều đã rõ đầu đuôi câu chuyện, bây giờ việc chúng ta cần làm là kéo dài thời gian đến khi Tổng viện phái người tới.
Ngô Ngưng nhìn Diệp Quân, Tổng viện sẽ phái người tới sao? Diệp Quân nhìn cô ấy, chắc chắn rồi. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, hắn không tin là Tổng viện không biết. Ngô Ngưng chợt nói, lỡ như Tổng viện không phái người đến đây, hoặc người được phái tới là đồng bọn của bọn họ thì sao? Diệp Quân im lặng một lát rồi đáp, vậy thì Tổng viện không cần phải tồn tại nữa. Nghe thấy thế, mọi người đều khá khiếp sợ. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân cất lời, ta không biết tiếp theo những người đó sẽ phái cao thủ cấp bậc gì tới, nhưng có thể chắc chắn rằng bọn họ sẽ đến trước khi người của Tổng viện tới. Ta muốn dạy các người một kiếm trận, các người đừng hỏi lai lịch của kiếm trận này, chỉ cần học là được. Mấy kiếm tu đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Việt Kỳ, đương nhiên bọn họ không quá tin tưởng Diệp Quân, bọn họ chỉ tin mỗi Việt Kỳ thôi. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó nói tin tưởng hắn đi. Diệp Quân lập tức nói, kiếm trận ta sắp dạy cho mọi người tên là kiếm trận tinh hà. Dứt lời, hắn chợt chắp ngón tay, 22 tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của 32 kiếm tu. Chẳng mấy chốc, sắc mặt tất cả mấy người họ đều trở nên nặng nề, bọn họ nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Diệp Quân nói, ta đã đơn giản hóa kiếm trận này rồi, về phần có thể phát huy được bao nhiêu uy lực thì phải dựa vào bản thân các ngươi. Sau đó, hắn lại nói với Ngô Ngưng cô nương, cô giúp ta một chuyện. Ngô Ngưng đáp, ngươi nói đi. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, hiện tại chỉ tiên bảo các có thể đột phá phong tỏa của bọn họ, dù Lưu Trung kia đã đứng về phía bọn họ, nhưng chắc chắn những quản sự bên dưới sẽ không biết được, ta cần cô phái người liên hệ với những quản sự kia, tiên bảo các có mạng lưới tình báo riêng, những quản sự kia cũng đều có quyền lợi báo cáo lên cấp trên của riêng mình. Ta cần bọn họ giúp chúng ta gửi tin tức ở đây đến kiếm tông. Ngô Ngưng cau mày, ngươi chắc là có thể làm được chứ? Diệp Quân nhìn cô ấy, thứ nhất, Lưu Trung biết những người đó mạnh, nhưng những quản sự bên dưới chắc chắn sẽ không biết. Thứ hai, những quản sự đó cũng đều có dã tâm, nếu Lưu Trung ngã xuống, bọn họ sẽ có cơ hội thăng chức. Thứ ba, nói với bọn họ nếu bọn họ chịu giúp đỡ chuyện này, kiếm tông sẽ nợ ơn bọn họ. Ngô Ngưng trầm giọng nói, nếu bọn họ vẫn không đồng ý thì sao? Diệp Quân khẽ đáp, vậy thì chứng minh tiên bảo các của Thanh Châu đã nát lắm rồi. Ngô Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó xoay người rời đi. Ta cần làm gì? Lúc này, Việt Kỳ chợt lên tiếng. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Việt Kỳ, không biết phía tông chủ có hứng thú học một chiêu kiếm kỹ không? Việt Kỳ nhìn chằm chằm hắn, kiếm kỹ gì? Diệp Quân đáp, tuế nguyệt. Sức mạnh thời không tuế nguyệt là thứ mà hắn và Nhất Niệm học, vũ trụ quan huyên hiện tại hoàn toàn không có ai biết được kiếm kỹ này. Việt Kỳ cất lời, cho ta xem qua. Diệp Quân khẽ mỉm cười, sau đó chỉ tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của Việt Kỳ, vô số thông tin tràn vào đầu bà ta. Nét mặt Việt Kỳ dần trở nên nặng nề, một lúc lâu sau đó, bà ta nhìn về phía Diệp Quân, rốt cuộc ngươi là ai? Thật ra bà ta đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Diệp Quân lắc đầu, tạm thời không thể cho bà biết được. Việt Kỳ nhìn hắn, sau đó nói, ngươi không phải đến từ nền văn minh bên ngoài, đúng không? Hiện tại bên ngoài có rất nhiều nền văn minh, bà ta khá sợ gian tế. Đương nhiên Diệp Quân hiểu ý Việt Kỳ, hắn mỉm cười nói, ai cũng có thể là gian tế, nhưng ta là người không có khả năng đó nhất. Sau đó, hắn lại thêm một câu, viện trưởng là tín ngưỡng của ta. Việt Kỳ gật đầu, không nói gì thêm. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Quân bắt đầu hướng dẫn Việt Kỳ và các kiếm tu. Thời gian không nhiều. Dù là tạm thời ôm chân Phật, nhưng có chỉ điểm của Diệp Quân, hơn nữa bọn họ đều là thiên tài yêu nghiệt, lĩnh ngộ khá nhanh, vì thế không mất quá nhiều thời gian, 20 kiếm tu đều đã có thể nắm giữ được kiếm trận tinh hà. Việt Kỳ càng khỏi phải nói, Diệp Quân chỉ nói một lần bà ta đã làm quen được rồi. Thiên phú kiếm đạo của bà ta cũng rất yêu nghiệt. Tiên bảo các Thanh Châu. Ngoài Lưu Trung quản sự, thật ra tiên bảo các còn có mấy quản sự nữa, mỗi người đều có quyền mật tấu lên tổng các, hơn nữa không cần thông qua sự đồng ý của chủ quản sự, sở dĩ làm thế là vì sợ chủ quản sự nắm quyền, làm theo ý mình. Ngô Ngưng tìm đến một quản sự trong đó. Quản sự này tên Chu Vũ,
tìm đến ông ta đương nhiên là có nguyên nhân. Thật ra sau khi quản sự nhiệm kỳ trước được điều đi, ông ta vốn là phó chủ quản sự vốn nên được thăng cấp thành chủ quản sự, nhưng không ngờ Tiên Bảo Các chợt phái một chủ quản sự đến. Những năm gần đây, Chu Vũ liên tục bị chèn ép. Trong mật thất, Chu Vũ nhìn Ngô Ngưng cô nương, cô đến tìm ta chắc chắn là vì ta và tên khốn Lưu Trung kia có mâu thuẫn nhau, nhưng ta xin nói thẳng, dù tên khốn Lưu Trung này lên chức dựa vào quan hệ, nhưng ông ta không phải một kẻ ngốc, lần này nếu ông ta đã dám đắc tội với Kiếm Tông đứng về phía bên kia, thì ta dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết thực lực bên kia đáng sợ đến mức nào, dù ta rất muốn đào một tổ tiên của ông ta lên, nhưng ta không muốn chết. Ngô Ngưng nhìn chằm chằm Chu Vũ, ông có muốn biết vì sao Kiếm Tông của ta phải liều mạng bảo vệ thiếu niên kiếm tu kia không? Chu Vũ nhíu mày, chẳng lẽ không phải vì các người bị? Nói đến đây, ông ta vội vàng dừng lại. Kiếm Tông nổi tiếng là cứng đầu. Ngô Ngưng bình tĩnh nói, ông thật sự nghĩ vậy sao? Chu Vũ trầm giọng đáp, Ngô Ngưng cô nương, cô muốn nói gì? Ngô Ngưng nói, với khả năng tình báo của Tiên Bảo Các, chắc các người cũng biết chuyện thiếu niên kia có thể chống lại cao thủ thần tính một phần chỉ với cảnh giới nhân tiên đúng không? Chu Vũ nhìn chằm chằm Ngô Ngưng, đó là sự thật sao? Tin tức có nói thế, nhưng thật ra ông ta cũng không quá tin tưởng, vì quá vô lý. Ngô Ngưng gật đầu, đây là sự thật. Chu Vũ nhìn cô ấy, không nói một lời. Ngô Ngưng biết mình phải có nhiều căn cứ hơn. Vì thế cô ấy nói thẳng, ông có biết thân phận thật sự của hắn không? Diệp Dương, Diệp Dương. Dương Diệp. Chu Vũ đứng phát dậy như phát điên, Dương Diệp chính là kiếm chủ Thanh Sam năm đó, ông ấy không thể nào xuất hiện được, mà nhà của viện trưởng họ Dương, viện trưởng cải trang vi hành ư, mẹ kiếp, giờ ta đã hiểu rồi, ai có thể chống lại cao thủ thần tính một phần chỉ với cảnh giới nhân tiên chứ? Chỉ viện trưởng mới yêu nghiệt như thế thôi. Nói xong. Ông ta vỗ mạnh một phát lên đùi mình, con mẹ nó, mộ tổ tiên của ông đây bốc khói xanh rồi. Không ngờ ông đây lại có một cơ hội lớn như thế. Ngô Ngưng im lặng. Cô ấy vốn muốn nói Diệp Dương là học trò của viện trưởng. Giờ thì hiểu lầm to rồi. Nhìn Chu Vũ phấn khích như được tiêm kích thích, Ngô Ngưng lặng thinh. Lúc này cô ấy không biết nên nói gì. Viện trưởng. Ngô Ngưng cau chặt mày. Cô ấy bỗng nhận ra hình như Chu Vũ phân tích cũng có lý. Nhưng cô ấy nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Quá nhảm nhí. Sao viện trưởng có thể về đây được chứ? Nói không chừng viện trưởng vẫn đang ở đâu đó chơi đùa. Chu Vũ phấn khích đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên ông ta dừng lại, nghiêm túc nhìn Ngô Ngưng cô nương, bây giờ có bao nhiêu người biết thân phận của viện trưởng? Ngô Ngưng do dự một lát. Sau đó nói, hiện giờ chỉ có tông chủ và ta, còn ông nữa. Lúc này cô ấy chọn mặc kệ, cứ xem hắn là viện trưởng đi. Chu Vũ gật đầu, cảm kích nói, cảm ơn Việt tông chủ và Ngô Ngưng cô nương đã tin tưởng và khẳng định phẩm chất của Chu Vũ ta. Ngô Ngưng. Chu Vũ đột nhiên ngồi xuống, ông ta buộc mình phải bình tĩnh lại, một lúc sau mới nhìn Ngô Ngưng nói, Ngô Ngưng cô nương. Lần này viện trưởng cải trang đến có lẽ là để xem thử bây giờ nội bộ còn tồn tại vấn đề gì, thế nên đừng để người khác biết thân phận của viện trưởng, nhất định phải giữ bí mật. Ngô Ngưng không nói gì, thầm gật đầu. Chu Vũ lại nói, giờ ta sẽ gửi đơn đến Tổng Các để giải thích cặn kẽ sự việc, còn có Kiếm Tông, ta sẽ lập tức truyền âm đến Kiếm Tông qua kênh đặc biệt, thông báo cho Kiếm Tông biết. Ngô Ngưng nhìn Chu Vũ, gật đầu, được, vậy ta đi trước. Nói rồi cô ấy đứng dậy đi. Sau khi Ngô Ngưng rời đi, Chu Vũ ngồi lặng thinh ở đó một lát, ông ta bỗng lấy một tờ phù truyền tin ra rồi gửi cho chủ quản sự của Tiên Bảo Các ở Nam Châu, Vương Nhạc, vẫn còn cơ hội để thay đổi số mệnh của ngươi, mẹ nó chứ, ngươi đừng không tin ta, ông đây lấy tổ tiên 18 đời của ta ra thề, nếu ta gạt ngươi, họ sẽ bị sét đánh. Một lúc sau, trong một căn phòng bí mật ở Nam Châu, một người đàn ông trung niên đứng phát dậy. Người này chính là Vương Nhạc chủ quản sự của Tiên Bảo Các ở Nam Châu. Vương Nhạc im lặng một lúc, ông ta bỗng lấy một bùa truyền âm ra rồi nghiền nát, gửi cho chủ quản sự của Tiên Bảo Các ở Vân Châu. Ông Tần, có một cơ hội thay đổi số mệnh của ngươi, mẹ nó chứ, ngươi đừng không tin ta, ông đây lấy tổ tiên 18 đời của ta ra thề,
nếu ta gạt ngươi, họ sẽ bị sét đánh. Một lúc sau, ở Vân Châu, một ông lão bỗng đứng dậy, ông ta im lặng một lúc, lấy một bùa truyền âm ra. Lúc ra khỏi Tiên Bảo Các, Ngô Ngưng có vẻ hơi ngơ ngác. Hiểu lầm này lớn quá. Cô ấy vẫn còn chưa hoàn hồn. Ngô Ngưng lắc đầu, thôi vậy. Nói xong, cô ấy lặng thinh biến mất khỏi đó. Kiếm Tông. Lúc này Kiếm Tông đã bày sẵn trận thế, hơn nữa xung quanh Kiếm Tông đều bảo vệ nghiêm mật, không ai có thể bước vào phạm vi của Kiếm Tông. Vì Thanh Châu bị phong tỏa, dẫn đến rất nhiều người bất mãn, nhưng không có tác dụng gì, ngay cả nơi kiện tụng cũng không có. Nhiều người đều biết có khả năng Thanh Châu đã xảy ra chuyện. Trong một võ đài đã đóng cửa, Diệp Quân ngồi khoanh chân lại, xung quanh hắn có rất nhiều linh tinh cực phẩm, còn có các linh trận hỗ trợ. Tu luyện. Mỗi khi hắn tăng thêm một cảnh giới, thực lực đều tăng lên rất nhanh. Khoảng một canh giờ sau, khí tức quanh người hắn bỗng tăng lên. Cảnh giới địa tiên. Lúc này Việt Kỳ bỗng bước vào phòng tu luyện, Diệp Quân mở mắt ra nhìn bà ta, Việt Kỳ nói, xung quanh Kiếm Tông xuất hiện vài khí tức không rõ. Diệp Quân nói, có biết là tộc nào của Tổng Viện không? Việt Kỳ lắc đầu, đối phương che giấu rất kỹ. Diệp Quân cau mày. Việt Kỳ nói, có lẽ họ sắp ra tay rồi, Diệp Quân nói, đến rồi. Việt Kỳ sửng sốt, ngay sau đó bà ta biến sắc. Một uy lực khí thế vô hình bỗng bao phủ khắp Kiếm Tông. Diệp Quân nhìn Việt Kỳ, đi gặp người đó thôi. Hai người ra khỏi phòng bí mật. Ở bên ngoài, Diệp Quân và Việt Kỳ đi đến bầu trời, cách trước mặt họ không xa là một người đồ đen bí ẩn. Khí tức người đồ đen rất bí ẩn, không cảm nhận được thực lực và thân phận thật của gã. Việt Kỳ nhìn người đồ đen, ngươi là ai? Người đồ đen khàn giọng nói, Việt Tông Chủ, ta nghe theo lệnh đến bắt hắn, mong bà đừng cản. Việt Kỳ híp mắt, nghe theo lệnh, ngươi nghe theo lệnh của ai? Người đồ đen nói, ngoại các. Mặc dù ngoại các không có quyền lực như nội các, nhưng vẫn có thể quản lý các phân viện của thư viện và phân viện Kiếm Tông ở bên ngoài. Việt Kỳ lạnh lùng nói, ngươi có bằng chứng gì? Người đồ đen bỗng xòe tay ra, một lệnh bắt giữ xuất hiện trong tay gã, trên đó đóng dấu ấn đặc biệt của nội các, sắc mặt Việt Kỳ tối sầm. Bà ta không ngờ đối phương lại có thể lấy được lệnh bắt giữ của ngoại các. Người đồ đen nói tiếp, Việt Tông Chủ, mong bà giao người này ra, nếu hắn chống đối thì giết thẳng tay. Việt Kỳ nhìn chằm chằm người đồ đen, hắn là người của Kiếm Tông ta, cho dù có vấn đề gì thì cũng thuộc quyền quản lý của Tổng viện Kiếm Tông. Người đồ đen bình tĩnh nói, Việt Tông Chủ, từ bao giờ mà Kiếm Tông độc lập khỏi thư viện thế? Việt Kỳ sầm mặt, không nói gì. Người đồ đen nói tiếp, Việt Tông Chủ, ta hỏi bà lần cuối, bà có giao người này ra không? Việt Kỳ bật cười nói, không ngờ thư viện lại tối tăm như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi lại có thể đổi trắng thay đen thế, các ngươi ngang ngược như vậy, không sợ mang họa đến cho gia tộc của mình sao? Người đồ đen bình tĩnh nói, Việt Tông Chủ, chuyện này không cần bà lo. Nếu bà đã công khai làm trái lệnh ngoại các, bảo vệ người này thì ta sẽ giết bà, cũng không ai có thể nói được gì. Nói rồi gã bỗng tiến đến trước, uy lực đáng sợ lập tức bao phủ lấy Việt Kỳ. Cảnh giới hai phần thần tính. Ở vũ trụ quan huyên, cảnh giới thần đạo bắt đầu tu luyện thần tính, đó đã xem là cường giả đỉnh cấp. Việt Kỳ bỗng tiến lên một bước, một tiếng kiếm vang vọng khắp trời đất, sau đó một tia kiếm quang bắn xuyên không trung, thoáng chốc xé nát uy lực khí thế đó. Người đồ đen ở đằng xa tung ra một quyền. Một quyền này khiến nhát kiếm đó dừng lại. Lúc này Việt Kỳ lại tiến thêm một bước. Cả người bà ta đã biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Người đồ đen híp mắt, giơ tay lên đấm một quyền. Sau khi vùng kiếm quang nổ tung, một bóng người lùi về sau nhưng không phải là Việt Kỳ, mà là người đồ đen đó. Sau khi một nhát kiếm khiến người đồ đen đó lùi lại, Việt Kỳ thuận thế đuổi theo, lại đâm mạnh một nhát kiếm vào người đồ đen đó. Vèo. Một tia kiếm quang xé tan không trung. Bù. Người đồ đen đó lại bị nhát kiếm này đánh lùi. Hỗn láo. Ngay lúc này một giọng nói bỗng vang lên. Việt Kỳ ngẩng đầu lên nhìn,
Chu Khưu và Tông Võ, đó chậm rãi bước đến, Chu Khưu nhìn Việt Kỳ, Việt Tông Chủ, bà muốn làm phản sao? Việt Kỳ lạnh lùng nhìn Chu Khưu, ông biết ông đang làm gì không? Chu Khưu bình tĩnh nói, làm gì ư? Hôm nay bọn ta đến đây bắt người theo lệnh của ngoại các, nhưng Việt Tông Chủ bà lại công khai chống lại. Sao thế, bà muốn làm phản à? Dứt lời, ông ta tức giận trợn mắt nhìn các cường giả kiếm tu bên dưới, nghe đây. Hôm nay bọn ta đến đây bắt Diệp Dương theo lệnh của ngoại các, nếu các người vẫn cố chấp chống cự thì đó là làm phản, sẽ bị giết không thương tiếc. Tuân lệnh của ngoại các. Các kiếm tu ở đó nhìn nhau, lúc này Việt Kỳ bỗng nói, đệ tử kiếm tông nghe lệnh, mọi người lui xuống, không được tiến lên. Bà ta biết mình không thể để các đệ tử kiếm môn này ra tay, vì như thế họ sẽ hy sinh mạng sống một cách vô ích, lần này bà ta đã đánh giá thấp thế lực của đám người này. Xung quanh kiếm tông có vài khí tức bí ẩn và mạnh, các cường giả cấp bậc này không phải là những người mà kiếm tu ở kiếm tông Thanh Châu kiếm có thể chống lại. Lúc này Ngu Ngưng bỗng biến thành kiếm quang đáp xuống phía sau Việt Kỳ. Các kiếm tu xung quanh đều ngự kiếm bay lên trời, đến phía sau Việt Kỳ. Thấy thế Việt Kỳ nổi giận, các ngươi làm gì thế? Ngu Ngưng nhìn Việt Kỳ, sư phụ, đệ tử kiếm tông cùng tiến cùng lùi. Cùng tiến cùng lùi. Tất cả đệ tử kiếm tông đều đồng thanh nói. Hỗn xược. Ngay lúc này Chu Khưu bỗng tức giận quát, các người muốn làm phản sao? Ngu Ngưng nhìn Chu Khưu, lạnh lùng nói, làm phản. Chu viện chủ, ta nghĩ người muốn làm phản là ông đấy. Ông là chủ của thư viện Thanh Châu, thế mà lại tiếp tay cho kẻ ác đổi trắng thay đen, ông không sợ sau này viện trưởng sẽ giết cả nhà ông sao? Chu Khưu không cảm xúc nói, hôm nay bọn ta nghe theo lệnh của thư viện đến bắt giữ người này, đây là hợp pháp, cho dù viện trưởng có ở đây, hắn cũng không thể nói gì. Nhưng đám đệ tử kiếm tông các người thế mà lại công khai làm trái lệnh của thư viện. Ngay lúc này, Tông Võ, đó bỗng cười nói, Chu viện chủ, không cần phải nhiều lời với chúng đâu. Nói xong gã nhìn Việt Kỳ nói, Việt Tông chủ, nếu bà đã cố chấp bảo vệ người này thì bọn ta cũng chỉ đành giết cả bà và hắn thôi. Gã vừa dứt lời, thời không xung quanh đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó hàng chục người đồ đen chậm rãi bước ra từ bốn phía, từng luồng khí tức uy lực đáng sợ bỗng lan ra, áp chế mọi thứ. Người đến có cảnh giới thấp nhất là cảnh giới nhân đạo. Các cường giả này chỉ có thể được xem là cấp trung nếu ở Tổng Việt, còn ở các châu nhỏ thì quả là sự tồn tại như thần. Nhìn thấy các cường giả đáng sợ này, đệ tử kiếm tông đều ngây người. Thư viện điều động nhiều cường giả đỉnh cấp đến thế sao? Chu Khưu dùng huyền khí truyền âm cho, Tông Võ, đám người này đều là người của kiếm tông, nếu giết rồi, Tổng viện kiếm tông. Tông Võ, không nghĩ thế, giết thì cũng đã giết rồi, Tổng viện kiếm tông thì thế nào? Nói rồi vẻ mặt gã bỗng trở nên hơi hung dữ, ở vũ trụ quan huyên, chúng ta là trời. Chu Khưu. Việt Kỳ ở cách đó không xa cũng cực kỳ ngạc nhiên. Bà ta cũng không ngờ đối phương lại một lần phái đến nhiều cường giả đỉnh cấp như thế. Lúc này, Tông Võ, đó bỗng nói, tất cả kiếm tu ở kiếm tông Thanh Châu công khai chống lại lệnh của thư viện, đây là muốn làm phản, lập tức giết sạch. Giết hết cả tông môn. Giết sạch cả tông môn. Ngay khi, Tông Võ, vừa dứt lời, các cường giả đỉnh cấp xung quanh bỗng lắc mình đồng loạt lao về phía các đệ tử kiếm tông ở phía xa, mấy chục cường giả ra tay cùng lúc. Chỉ là uy lực khí tức đã làm cho trời đất chấn động đến mức trở nên hư ảo. Nhìn thấy Tông Võ thế mà lại muốn tiêu diệt kiếm tông thật, sắc mặt Chu Khưu hơi tái nhợt, ông ta không ngờ Tông Võ lại dám làm ra chuyện quyết tuyệt như vậy, giết chết đám đệ tử kiếm tông trước mặt này thì sự việc sẽ rất tồi tệ, mặc dù chỉ là một phân viện của kiếm tông nhưng họ cũng thuộc về kiếm tông. Nhưng nghĩ lại nếu không giết đám người này, đến lúc thiếu niên tên Diệp Dương đó báo cáo chuyện gian lận trong cuộc thi Vạn Châu của họ thì chuyện này cũng rất tồi tệ. Đã muốn làm thì sao không làm tuyệt tình? Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Khưu cũng đầy sát khí, dĩ nhiên ông ta hiểu rõ kiêng kỵ nhất lúc này là do dự không quyết. Đã đến lúc này rồi thì là ngươi chết ta sống, không còn đường lui. Hỗn xược. Thấy đám cường giả bí ẩn đó đột nhiên ra tay, Việt Kỳ cách đó không xa tức giận quát. Hai tay bà ta cầm kiếm vung mạnh một cái. Vèo. Sau khi một tiếng kiếm vang lên, một vùng kiếm quang lập tức đánh lùi các cường giả đang lao đến chỗ đệ tử kiếm tông đó.
lúc này người đồ đen cách đó không xa bỗng biến mất khỏi đó. Ầm, một luồng khí tức cực mạnh cuồn cuộn quét đến. Ánh mắt Việt Kỳ lóe lên tia hung dữ, bà ta lắc mình biến thành tia kiếm quang lao đến. Vụt. Hai người vừa va chạm vào nhau, sức mạnh đáng sợ bỗng nổ tung, dư chấn của sức mạnh đó làm rung chuyển cả trời đất, lay động dữ dội như nước sôi, cực kỳ đáng sợ. Ngay lúc này, các cường giả bí ẩn đó bỗng lao đến chỗ đệ tử kiếm tông cách đó không xa. Diệp Quân bỗng nói, kiếm trận. Vừa dứt lời, 32 tia kiếm quang đột nhiên bắn lên bầu trời từ trong một nhóm đệ tử kiếm tông cách đó không xa. Ngay sau đó 32 đệ tử kiếm tông cầm trường kiếm chỉ thẳng lên trời, thoáng chốc 32 sức mạnh sao trời lao thẳng xuống. Ầm. Sức mạnh sao trời cực mạnh lập tức khiến các cường giả bí ẩn đó lùi về sau. Thấy thế, tông võ cách đó không xa cau mày, kiếm trận. Nói xong, gã quay đầu nhìn Chu Khưu bên cạnh, kiếm tông còn có kiếm trận này à? Chu Khưu trầm giọng nói, ta không biết. Ông ta nhìn mấy mươi cột sáng sao trời ở đằng xa, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực, chưa từng nghe nói kiếm tông có kiếm trận mạnh như vậy. Giết! Đúng lúc này, 32 kiếm tu ở phía xa bỗng phẫn nộ hét lớn, ngay lập tức 32 sức mạnh sao trời tụ lại một chỗ, sau đó bắn ra kiếm ý cực mạnh, hướng thẳng về phía đám cường giả bí ẩn đó. Ầm! Chỉ trong chốc lát, đám cường giả bí ẩn đó bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng. Hai cường giả dẫn đầu bị chấn động đến mức cơ thể nát vụn, chỉ còn lại linh hồn. Nhóm cường giả bí ẩn hơi ngây người, họ không ngờ những kiếm tu này lại có thể thi triển một kiếm trận mạnh như vậy, vì xét về cảnh giới, họ có thể đè bẹp những kiếm tu này. Cách đó không xa, Chu Khưu cũng nhíu mày, uy lực của kiếm trận này hơi vượt xa những gì ông ta nghĩ. Tông võ, bên cạnh ông ta bỗng cười nói, thú vị đấy, kiếm trận này thú vị thật. Chu Khưu trầm giọng nói, phải nhanh chóng giải quyết để khỏi đêm dài lắm mộng. Tông võ, bình tĩnh nói, yên tâm, họ không gây ra chuyện gì lớn được đâu. Chu Khưu nhìn, tông võ, không nói gì. Ở một bên khác, Diệp Quân khẽ nói, nếu có thêm một chút thời gian nữa thì tốt rồi. Vẫn là thời gian quá ít. Các đệ tử kiếm tông này chỉ thi triển khoảng một phần sức mạnh của kiếm trận tinh hà, nếu có thể phát huy được ba phần sức mạnh. Một đòn tấn công vừa rồi sẽ đủ để giết chết đám cường giả bí ẩn trước mặt này. Dĩ nhiên làm được đến bước này trong thời gian ngắn như vậy đã cực kỳ hiếm thấy rồi. Hắn nhìn, tông võ, cách đó không xa, ánh mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Sau đòn tấn công này, sắc mặt của 32 kiếm tu đều hơi tái nhợt, không còn cách nào khác, cảnh giới của họ quá thấp, có thể thi triển được kiếm trận này đã là giới hạn với họ rồi. Tông võ, cách đó không xa bỗng nói, cảnh giới của họ không đủ, không thể phát huy được uy lực của kiếm trận, giết. Nghe tông võ, ra lệnh, đám cường giả bí ẩn đó lập tức lao đến các đệ tử kiếm tông lần nữa. Giết. Thấy các cường giả bí ẩn đó lại xông đến, 32 kiếm tu lập tức nổi giận hét lên, lại thúc giục kiếm trận lần nữa. 32 sức mạnh sao trời lao thẳng xuống từ trong tinh không. Sức mạnh sao trời đó lại khiến các cường giả bí ẩn đó bị đánh lui về sau, nhưng trong số 32 kiếm tu, có hơn 10 kiếm tu ngã xuống, đã đạt đến giới hạn của họ. Thấy thế các cường giả bí ẩn bị đánh lùi đó thở phào, sau đó lại định ra tay lần nữa. Dừng tay! Ngay lúc này một giọng nói tức giận vang lên. Nghe thế mọi người nhìn sang, Chu Vũ dẫn theo 6 thị vệ chạy đến. Nhìn thấy Chu Vũ, tông võ cau mày, ông ta là ai? Chu Khưu trầm giọng nói, một quản sự của Tiên Bảo Các, Lưu Trung, có chuyện gì thế? Chu Vũ vội chạy đến chỗ Diệp Quân, vô thức định quỳ xuống, nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra mình không thể làm thế bèn chắp tay lại, lo lắng nói, Diệp công tử. Diệp Quân nhìn Chu Vũ đột nhiên xuất hiện, hơi ngờ vực, ông là ai? Chu Vũ vội nói, ta là một quản sự nhỏ bé ở Tiên Bảo Các Thanh Châu. Quản sự nhỏ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Ngu Ngưng ở cách đó không xa, vẻ mặt Ngu Ngưng hơi mất tự nhiên. Lúc này Chu Vũ lén nhìn Diệp Quân, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã giật mình. Vì ông ta thấy thiếu niên trước mặt này lại giống viện trưởng thật. Lúc này Lưu Trung bỗng xuất hiện, ông ta nhìn Chu Vũ, tức giận nói, Chu Vũ, ngươi làm gì thế?
Chu Vũ xoay người lại lạnh lùng nhìn Lưu Trung, "Lưu Trung, ta nghĩ lần này cuộc thi Vạn Châu có người gian lận, ta đã truyền tin tới Tổng viện và Kiếm Tông, yêu cầu Kiếm Tông và Tổng viện đến đây điều tra." Lưu Trung bỗng nổi giận, "Mẹ nó, người điên rồi sao? Cuộc thi Vạn Châu có gian lận hay không thì liên quan gì đến ngươi?" Chu Vũ tức giận nói, "Mắng người đấy à? Địch, ta địch, địch. Mọi người. Diệp Quân." Lưu Trung tức đến mức mặt mày tái mét. Tông Võ bỗng nói, "Nếu đã không muốn đi đường sống, nhất quyết đi tìm đường chết thì cho ông ta được toại nguyện." Dứt lời, gã vung tay lên, các cường giả bí ẩn xung quanh định ra tay. "Ta xem ai dám động vào Diệp công tử." Lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ trên trời, ngay sau đó hàng trăm người lao đến. Nhìn thấy mấy người dẫn đầu, Lưu Trung sửng sốt. Mấy người dẫn đầu chính là chủ quản sự Tiên Bảo Các ở Nam Châu, chủ quản sự Tiên Bảo Các ở Vân Châu. Đủ 16 vị chủ quản sự Tiên Bảo Các. Nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ Lưu Trung mà Chu Khưu mà, Tông Võ, ở một bên cũng cau mày. Mấy người này sao vậy? Sau khi Vương Nhạc chủ quản sự Tiên Bảo Các ở Nam Châu đến, ông ta lập tức liếc nhìn Diệp Quân. Khi nhìn thấy Diệp Quân, ông ta cau mày, mặc dù thiếu niên trước mặt hơi giống viện trưởng nhưng vẻ ngoài của hắn lại khác. Lúc này một chủ quản sự bên cạnh ông ta bỗng nói, "Ông Vương, ông có chắc là cậu ấy không?" Vương Nhạc ngay thẳng nói, "Nói nhảm, ta còn có thể lừa ông sao?" Lão Tần do dự, sau đó nói, "Chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, nếu cậu ấy không phải, e là chúng ta phải đi đầu thai trước đấy." Vương Nhạc nghiêm túc nói, "Ông nhìn cho kỹ đi, thiếu niên này đối mặt với nhiều cường giả như vậy mà vẫn bình tĩnh, mặc dù dung mạo không giống nhưng khá lợi hại. Hơn nữa, phong thái này, ông nghĩ xem, thiếu niên bình thường này có phong thái như vậy." Lão Tần nhìn Diệp Quân cách đó không xa, ông ta do dự một lúc, gật đầu, thật ra ông nói cũng có lý. Vương Nhạc. Lúc này Chu Khưu bỗng bước ra, sầm mặt nói, "Vương Nhạc, Lão Tần, các ngươi làm gì thế?" Vương Nhạc nhìn Chu Khưu, "Chu Khưu, bọn ta nghĩ lần này cuộc thi Vạn Châu có vấn đề, bọn ta mời Tổng viện phái người đến điều tra." Chu Khưu sầm mặt, "Vương Nhạc, chuyện này là chuyện của nội bộ thư viện, không liên quan đến Tiên Bảo Các các ngươi." Vương Nhạc bình tĩnh nói, "Tại sao lại không liên quan? Cuộc thi Vạn Châu có liên quan đến Vạn Châu, nhưng Chu Khưu ngươi lại không ổn lắm nhỉ? Chuyện này liên quan đến thứ hạng của Thanh Châu, nhưng ngươi thì không quan tâm chút nào, ngược lại đi với đám người ở Thương Châu." Chu Khưu nhìn chằm chằm Vương Nhạc, "Ngoại các đã hạ lệnh phải bắt giữ Diệp Dương, Kiếm Tông dùng vũ lực can thiệp, đó là tội làm phản, bây giờ ngươi cũng định làm phản à?" Vương Nhạc cười nói, "Chu Khưu, ngươi đừng lấy chuyện này để dọa ta, Tiên Bảo Các là Tiên Bảo Các, thư viện là thư viện không có quyền quản lý Tiên Bảo Các bọn ta. Ta biết lai lịch của người bên cạnh ngươi khá lớn, thế mà lại có thể khiến nhà họ Diệp và nhà họ An đều im lặng, nhưng không biết người đó có khả năng làm cho Tiên Bảo Các của ta im lặng hay không." Sắc mặt Chu Khưu u ám đến đáng sợ, ông ta không ngờ các chủ quản sự của Tiên Bảo Các này lại đột nhiên can thiệp vào chuyện này. Mặc dù thực lực của những người này không mạnh nhưng địa vị của họ rất đặc biệt, nếu động vào họ thì ảnh hưởng sẽ rất xấu, vì Tiên Bảo Các không nằm dưới sự kiểm soát của Thư viện Quan Huyên. Đúng lúc này, Tông Võ bỗng lấy một viên đá truyền âm ra, đá truyền âm khẽ rung lên, ngay sau đó gã xòe tay ra, đá truyền âm chậm rãi bay tới chỗ Vương Nhạc. Vương Nhạc nhíu mày. Tông Võ cười nói, "Cầm lên nghe đi." Vương Nhạc nhìn Tông Võ, sau đó cầm đá truyền âm lên, ngay sau đó một giọng nói vang lên từ bên trong, "Mọi người trong Tiên Bảo Các lập tức sơ tán, nếu không tất cả đều sẽ lập tức bị cách chức, sẽ không còn liên quan gì đến Tiên Bảo Các nữa." Vừa nghe nói vậy, các chủ quản sự của Tiên Bảo Các đều biến sắc. Vì người nói là Vương Tiêu trưởng lão ngoại điện của Tiên Bảo Các, tất cả quản sự đều không ngỡ người trước mặt này không chỉ có thể can thiệp vào Tổng viện của Thư viện mà còn có thể can thiệp vào Tiên Bảo Các. Rốt cuộc đây là ai? Vương Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, Tông Võ, ở phía xa, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, rốt cuộc ngươi là ai? Không chỉ có thể can thiệp vào Tổng viện Thư viện mà còn có thể can thiệp vào Tiên Bảo Các, chắc chắn không phải là thế lực tầm thường. Tông Võ, mỉm cười ẩn ý, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giết chết ông bất cứ lúc nào, hiểu chưa? Sắc mặt Vương Nhạc cực kỳ khó coi,
đương nhiên là có kinh hãi, ông ta không ngờ một lời truyền âm của đối phương lại khiến một vị trưởng lão ngoại các Tiên Bảo Các ra lệnh như vậy, trưởng lão ngoại điện Vương Tiêu còn cùng một ruột với gã. Tông Võ, bỗng cười nói, không đúng, quản sự ở cấp bậc như ông không đủ tư cách bị ta bóp chết, bây giờ lập tức rời khỏi đây, hiểu không? Sợ cái rắm. Đúng lúc này, Chu Vũ ở cách đó không xa bỗng bước ra, cho dù thế lực ở sau lưng gã có cao tới tận trời thì sao chứ? Đánh là xong chuyện. Vương Nhạc nhìn Diệp Quân ở một bên, đang định nói gì đó, nhưng lúc này một thanh âm khác lại vang lên từ đá truyền âm truyền, lần này giọng nói đó đã ngưng tụ thành một chùm âm thanh, đi vào giữa trán Vương Nhạc, chỉ có một mình ông ta có thể nghe thấy. Ngay sau đó đồng tử Vương Nhạc co rụt, như thế khó tin nhìn, Tông Võ, ở cách đó không xa, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi ông ta xoay người rời đi. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người đều sửng sốt. Chu Vũ tức giận nói, Vương Nhạc. Vương Nhạc dừng bước, quay đầu nhìn Chu Vũ, dùng huyết khí truyền âm, hắn không thể là viện trưởng thật, nếu hắn thực sự là viện trưởng, những người trước mặt này không có khả năng không biết, Chu Vũ, bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp. Chu Vũ nhìn chằm chằm Vương Nhạc, dùng huyền khí truyền âm, có phải ngươi biết thân phận của họ không? Vương Nhạc gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Chu Vũ trầm giọng nói, họ là ai? Vương Nhạc im lặng một lúc, truyền âm bằng huyền khí. Ngay sau đó đồng tử Chu Vũ co rụt lại, sao có thể chứ? Vương Nhạc nhìn Diệp Quân cách đó không xa, sau đó lại nhìn Chu Vũ, nếu hắn là viện trưởng thật, sao họ có thể không biết? Nói rồi ông ta dẫn các quản sự của Tiên Bảo Các rời đi. Sắc mặt Chu Vũ cực kỳ khó coi, ông ta quay đầu nhìn Diệp Quân cách đó không xa, lúc này ông ta cảm thấy hơi ngờ vực. Nói đúng hơn là nghi ngờ. Như Vương Nhạc nói, nếu vị trước mặt này là viện trưởng, vậy họ không thể không biết. Nếu người trước mặt này không phải là viện trưởng thì kết cục là cái chết. Kết cục là cái chết. Hoàn toàn không có khả năng thắng. Như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt Chu Vũ bỗng trở nên hung ác, ông ta nhìn về phía Tông Võ, cách đó không xa, ta biết các người rất mạnh, nhưng vậy thì sao? Lẽ nào các người còn có thể một tay che trời sao? Cuối cùng ông ta vẫn chọn đứng về phía Kiếm Tông. Vì ông ta biết rất rõ lúc này ông ta không còn đường lui, nếu lúc này mà hối hận thì không được lòng bên nào cả. Chu Khưu và Lưu Trung sẽ không bỏ qua cho ông ta, nếu bây giờ ông ta hối hận, bên Kiếm Tông cũng sẽ ghét bỏ ông ta. Nếu đã thế thì sao không liều mạng một lần? Cho dù Diệp Dương trước mặt này không phải là viện trưởng thì thế nào? Mẹ nó chứ! Sống một đời đều tính kế, hôm nay đứng về phía chính nghĩa một lần. Nghe Chu Vũ nói thế, Lưu Trung cách đó không xa cười nói, Chu Vũ, nhìn thấy ngươi bây giờ, ta buồn thay ngươi. Chu Vũ tức giận chỉ vào Lưu Trung, địch, địch, địch. Ông ta liên tục mắng mấy mươi câu như thế. Mọi người, hỗn xược. Lưu Trung nổi giận, ông ta chỉ vào Chu Vũ, tức đến mức run người, ngươi, ngươi. Ông ta có thân phận, dù sao cũng là quản sự Tiên Bảo Các ở Thanh Châu, ông ta không thể nói được mấy lời thô tục như thế. Mà Chu Vũ lại đáp lại ông ta bằng mấy câu khiếm nhã. Lưu Trung tức đến mức muốn nôn ra máu, mẹ nó chứ thật là chẳng có đạo đức gì cả. Lúc này, Tông Võ cách đó không xa bỗng nhìn Diệp Quân, cười nói, phải nói rằng, đến giờ ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy thật sự khiến ta rất ngạc nhiên, dĩ nhiên ta càng tò mò hơn. Tại sao ngươi lại bình tĩnh và thong dong như vậy? Diệp Quân nhìn, Tông Võ, ta chỉ muốn xem các người có thể một tay che trời được không thôi. Ha ha! Tông Võ, đột nhiên cười nói, ta hiểu rồi, ngươi hẳn là đang đợi người từ Tổng Viện hoặc Kiếm Tông tới nhỉ? Ta nói cho ngươi biết, cho dù họ có đến cũng vô dụng thôi. Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy à? Tông Võ, cười nói, ta biết thế lực đằng sau ngươi chắc chắn rất mạnh. Dù sao trong vũ trụ này cũng không có nhiều thế lực mà ngay cả bọn ta cũng không thể tra ra được trong thời gian ngắn. Chỉ bằng là gọi người đằng sau ngươi ra đi, để bọn ta mở mang tầm mắt. Diệp Quân nhìn ông ta, ngươi xứng sao? Nụ cười của Tông Võ, bỗng cứng đờ, mong rằng ngươi vẫn có thể mạnh miệng như thế. Nói rồi gã híp mắt nói, giết! Giết! Vừa dứt lời, các cường giả bí ẩn bên cạnh gã ra tay.
Dừng tay. Ngay lúc này, ở đằng xa bỗng vang lên một tiếng hét đầy tức giận, vừa dứt lời hư không cách đó không xa bỗng vỡ nát, sau đó một người phụ nữ và 10 cường giả mặc giáp vàng chậm rãi bước ra. Thấy thế Việt Kỳ thở phào. Chu Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Người đến là Diệp Quan Chỉ, thành viên nội các. Khi nhìn thấy Diệp Quan Chỉ, sắc mặt Chu Khưu cách đó không xa trở nên khó coi. Tông Võ, nhìn Diệp Quan Chỉ mỉm cười, không nói gì. Chu Vũ và các đệ tử kiếm tông vội hành lễ, chào Diệp các viên. Diệp Quan Chỉ khẽ gật đầu, các vị không cần đa lễ. Chu Vũ bỗng tức giận nhìn Chu Khưu, thấy Diệp các viên mà lại không chào, ông muốn làm phản sao? Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn Chu Khưu do dự một chốc, sau đó cúi người, chào Diệp các viên. Diệp Quan Chỉ nhìn chằm chằm Chu Khưu, ai cho ông có quyền phong tỏa Thanh Châu? Vừa nghe thế, Chu Khưu biến sắc, ông ta không dám nói gì. Diệp Quan Chỉ híp mắt, đánh. Quan Huyên vệ phía sau cô ấy định ra tay, lúc này, Tông Võ, ở một bên bỗng cười nói, Diệp các viên, bọn ta theo lệnh của ngoại các đến bắt người, như thế có gì sai? Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn, Tông Võ, người lấy thân phận gì nói chuyện với ta? Tông Võ, híp mắt, cười mỉa, sao nào, thân phận thấp thì không được nói chuyện với Diệp các viên sao? Diệp Quan Chỉ nhìn, Tông Võ, bắt lấy gã. Cô ấy vừa dứt lời, Quan Huyên vệ phía sau cô ấy bỗng biến mất khỏi đó. Ngay lúc này các cường giả bí ẩn bên cạnh, Tông Võ, bỗng chắn trước mặt các Quan Huyên vệ đó. Thấy thế, tim Chu Vũ giật thót. Còn dám cản Quan Huyên vệ của Tổng viện sao? Lợi hại đấy. Diệp Quan Chỉ nhìn, Tông Võ, ánh mắt dần trở nên lạnh băng, các người muốn làm phản sao? Tông Võ, cười nói, không dám, Diệp các viên, mặc dù cô là các viên nội các nhưng cũng phải làm theo Quan Huyên pháp, bọn ta không làm sai gì, tại sao cô lại bắt người? Diệp Quan Chỉ nói, bây giờ ta nghi ngờ cuộc thi Vạn Châu có người gian lận, muốn một tay che trời, mà người này chính là ngươi, có thể chấp nhận lý do này không? Tông Võ, cười nói, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, ta nói cô phỉ báng được không? Đối đầu trực diện. Mọi người đều hoảng sợ. Đối đầu trực diện với các viên nội các. Lúc này Việt Kỳ cũng hơi bất ngờ, Diệp Quan Chỉ là người đại diện cho nội các, hiện giờ là một trong những người có quyền lực nhất vũ trụ Quan Huyên. Thế mà cũng dám đối đầu trực diện. Diệp Quan Chỉ nhìn, Tông Võ, không nói gì. Các Quan Huyên vệ ở phía sau cô ấy đã phóng sát khí ra, như thế các viên nội các đang xem thường họ. Một thống lĩnh Quan Huyên vệ dẫn đầu bỗng cúi chào Diệp Quan Chỉ, Diệp các viên, thuộc hạ lập tức đi trấn áp người này. Ngươi là cái thá gì? Tông Võ, đột nhiên cười nói, Phương Trần, ngươi chẳng qua chỉ là một thống lĩnh nhỏ của Quan Huyên vệ, ngươi chẳng bằng một con kiến, còn dám ở đây lớn lối, không biết chữ chết viết thế nào à? Thống lĩnh Quan Huyên vệ tên Phương Trần đó giật mình, y nhìn Tông Võ, rốt cuộc ngươi là ai? Y không ngờ đối phương lại biết mình. Diệp Quan Chỉ nhìn, Tông Võ, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Tông Võ, chế nhạo, Diệp các viên, ta biết rõ mình đang làm gì, hôm nay bọn ta đến đây để bắt Diệp Dương theo lệnh của ngoại các. Bọn ta đường đường chính chính, ngược lại là cô, không biết cô đến đây là tự mình đến hay nội các ra lệnh. Nếu đến đây theo lệnh của nội các thì lấy lệnh của nội các đã được niêm phong ra đây, nếu tự cô đến thì mời cô tránh đường, đừng cản trở công việc của bọn ta, nếu không bọn ta làm cô bị thương thì không hay đâu. Câu cuối cùng gã nói khá nặng lời. Mọi người ở đó đều hơi khó tin. Đây là đang, đe dọa các viên nội các. Ngươi hỗn láo. Phương Trần bên cạnh Diệp Quan Chỉ tức giận quát, thế mà còn dám xem thường các viên, bắt gã lại. Vừa dứt lời, y và chín cường giả Quan Huyên vệ phía sau y biến mất khỏi đó. Tông Võ, híp mắt, vung tay lên, 20 cường giả bí ẩn bên cạnh gã lao đến. Chẳng mấy chốc hai bên đã lao vào đánh nhau. Mọi người đều ngơ ngác. Thế mà còn dám đánh với Quan Huyên vệ. Đó là Quan Huyên vệ của Tổng viện Quan Huyên, quân đội chính thống đấy. Làm thế có khác gì là làm phản đâu. Diệp Quan Chỉ nhìn thoáng qua, Tông Võ, sau đó xòe tay ra, một bùa truyền âm xuất hiện trong tay cô ấy,
lúc này một luồng khí tức bí ẩn bỗng khóa chặt lấy cô ấy. Tông Võ, nhìn chằm chằm Diệp Quan Chỉ, Diệp Các Phiên, đây chỉ là chuyện nhỏ, tốt hơn hết là đừng làm phiền đến nội các, nếu không, có chuyện gì xảy ra với cô thì không hay đâu, cô nghĩ sao? Diệp Quan Chỉ híp mắt, người đang đe dọa ta sao? Tông Võ, bình tĩnh nói, cô có thể hiểu như thế. Mọi người nhốn nháo. Công khai đe dọa các viên nội các. Gã điên rồi sao? Tông Võ, mặc kệ Diệp Quân Chỉ sắc mặt xa sầm, quay sang nhìn Diệp Quân ở một bên, cho dù hôm nay ông trời có đến thì ngươi cũng phải chết. Nói xong gã vung tay lên, đưa Diệp công tử về cõi chết, ai dám ngăn cản thì đưa người đó đến cõi chết luôn, gia tộc ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Tông Võ, vừa dứt lời, thời không xung quanh gã bỗng rung lên. Ngay sau đó 12 cường giả mặc áo giáp đen chậm rãi bước ra, áo giáp trên người 12 người này đều là áo giáp dày nặng, không biết được làm bằng vảy gì mà bóng loáng như gương, toát ra khí tức yêu thú và kỳ dị, trong tay họ còn cầm những cây thương dài màu vàng được làm từ chất liệu đặc biệt. Người đàn ông trung niên dẫn đầu là cường giả hai phần thần tính, 12 cường giả phía sau ông ta đều là cảnh giới thiên đạo. Nếu ở ngoài vũ trụ quan huyên thì trận địa này không được gọi là mạnh. Nhưng trong vũ trụ quan huyên chắc chắn là rất mạnh. Dù sao bây giờ vũ trụ quan huyên, ngoài vài cường giả đăng thiên vực và một số người nhà họ Dương, các cường giả hàng đầu vẫn chưa đạt tới cảnh giới 10 phần thần tính. Nhìn thấy trận thế này, Diệp Quan Chỉ biến sắc. Cô ấy vốn tưởng lần này đến đây chỉ là chuyện nhỏ nên không dẫn theo nhiều người, cô ấy không ngờ đối phương lại dám làm chuyện này, hành động ngang ngược đến mức xem thường cả nội các. Tất nhiên, điều cô ấy không ngờ tới là đối phương thế mà lại bí mật đào tạo các cường giả đỉnh cấp. Diệp Quan Chỉ nhìn chằm chằm, Tông Võ, sau đó cô ấy nhìn Diệp Quân ở một bên, trầm giọng nói, Việt Tông Chủ, bảo vệ Diệp Công Tử cho tốt. Việt Kỳ đã đứng chắn ở trước mặt Diệp Quân, bà ta cầm trường kiếm nhìn chằm chằm vào đám cường giả bí ẩn vừa bước ra đó, lúc này bà ta cũng cực kỳ ngạc nhiên, bà ta không ngờ đối phương lại dám đối đầu trực diện với Diệp Quan Chỉ. Hơn nữa còn có thể gọi nhiều cường giả đỉnh cấp đến như vậy. Lúc này người đàn ông trung niên dẫn đầu đó bỗng biến mất khỏi đó. Một khí tức đáng sợ như sóng thần cuồn cuộn lao ra. Ánh mắt Việt Kỳ hiện lên vẻ hung dữ, bà ta tiến đến một bước vung mạnh kiếm ra, đây là Tuế Nguyệt Nhất Kiếm. Nhát kiếm này xuất hiện, một luồng sức mạnh bí ẩn xẹt qua, người đàn ông trung niên dẫn đầu cách đó không xa như cảm nhận được điều gì đó. Sắc mặt thay đổi, ông ta đột ngột dừng lại, phóng ra luồng khí tức uy lực cực mạnh chặn trước mặt, thế nhưng chẳng có tác dụng. Tóc của 12 người trở nên bạc trắng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được trong cái nhìn chăm chú của mọi người, người đàn ông trung niên mặt đầy nếp nhăn, trông vô cùng già nua. Nhát kiếm bất ngờ của Việt Kỳ khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Tông Võ cũng hơi khó tin, đây là kiếm kỹ gì thế? Gã biết rõ đám thị vệ của mình mạnh đến mức nào, họ được huấn luyện rất bài bản, hơn nữa áo giáp trên người là loại chiến giáp đặc biệt, có thể nói trang bị của họ không thua kém gì đồ của quan huyên vệ, một đánh ba cũng không thành vấn đề. Thế nhưng lúc này nhát kiếm của Việt Kỳ lại khiến 12 thị vệ này trở thành bộ dạng như vậy. Diệp Quan Chỉ cũng khá ngạc nhiên nhìn Việt Kỳ. Lúc này sắc mặt Việt Kỳ hơi tái nhợt, bây giờ bà ta vẫn còn chưa hoàn toàn khống chế được Tuế Nguyệt Nhất Kiếm này. Nên nó làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của bà ta. Lúc này bà ta đã hơi hối hận rồi. Hối hận vì đã không tu luyện chăm chỉ. Thật ra khả năng kiếm đạo của bà ta rất tốt nhưng bà ta lại thích nghiên cứu các kiểu võ thuật kiếm đạo. Trước giờ bà ta đều khá tùy tiện với việc tu luyện, có thể đột phá thì đột phá, còn nếu không thể đột phá thì cứ kéo dài như vậy. Bây giờ bà ta mới nhận ra bất kỳ lúc nào thì vẫn là nắm đấm mới dễ nói chuyện. Tông Võ, bỗng gần giọng nói, thi triển kiếm kỹ này tiêu hao năng lượng rất nhiều, bây giờ bà ta đã thế suy sức yếu, giết bà ta. Hỗn xược. Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn, Tông Võ tức giận nói, bà ấy là tông chủ kiếm tông ở Thanh Châu, ngươi thế mà lại dám giết bà ấy, ngươi làm thế không sợ gây họa lớn cho gia tộc của mình sao? Tông Võ tức giận nói, cô mới hỗn láo đấy. Diệp Quan Chỉ, cô đừng vô liêm sỉ như thế. Cô chẳng qua là vì năm đó may mắn giúp đỡ viện trưởng nên mới được thăng chức vào nội các, nếu không cô thậm chí chẳng có tư cách nói chuyện ở trước mặt ta. Diệp Quan Chỉ nhìn, Tông Võ, đã hơi điên cuồng, khẽ lắc đầu.
Sau khi nhận được lệnh của Tông Võ, 12 thị vệ đang định ra tay thì lúc này Việt Kỳ bỗng tiến lên một bước, cầm trường kiếm trong tay, bà ta nhìn chằm chằm 12 thị vệ, ánh mắt lạnh lùng, ta lại tấn công một nhát kiếm nữa thì tuổi thọ của các ngươi sẽ mất hết. 12 thị vệ đó lập tức do dự. Diệp Quan chỉ nói, các ngươi nên biết những gì mình làm bây giờ có nghĩa là gì, các ngươi muốn tự tìm đường chết giống gã hả? Người đàn ông dẫn đầu nhìn, Tông Võ cách đó không xa, sau đó nhìn Diệp Quan chỉ, chức trách vẫn còn, chết có làm sao? Nói rồi họ lại lao về phía Việt Kỳ lần nữa. Diệp Quan chỉ sầm mặt. Ánh mắt Việt Kỳ cách đó không xa hiện lên tia tàn ác, bà ta hít sâu một hơi rồi vung mạnh một nhát kiếm. Thời không trước mặt bà ta trở nên hư ảo. Tốc độ của 12 tên thị vệ bỗng chậm lại, dần ra chúng bị cố định ở nơi đó, sau đó bắt đầu biến mất từng chút. Bị giết tại chỗ. Thấy thế sắc mặt Tông Võ trở nên vô cùng khó coi, dĩ nhiên càng thêm kiêng dè. Uy lực của kiếm kỹ này mạnh hơn những gì gã nghĩ. Sau khi Việt Kỳ vung kiếm ra, cơ thể bà ta mềm nhũn suýt nữa ngã xuống, lúc này sắc mặt bà ta trắng như giấy. Hai nhát kiếm đã là cực hạn của bà ta rồi. Thấy thế, Tông Võ, nhìn chằm chằm Việt Kỳ, cười nhạo, Việt Tông Chủ, bà còn có thể xuất nhát kiếm thứ ba không? Nói xong gã vung tay lên, lại có bốn cường giả áo giáp đen ở phía sau gã xuất hiện, khí tức của bốn cường giả này đều cực kỳ mạnh. Thấy thế Diệp Quan chỉ cách đó không xa sầm mặt. Tông Võ, nhìn Việt Kỳ, giết bà ta đi. Đã đến lúc này rồi thì đúng là ngươi chết ta sống. Phải làm tuyệt tình mới được. Nghe Tông Võ nói thế, bốn cường giả đó dứt khoát biến thành tàn ảnh lao về phía Việt Kỳ cách đó không xa, ánh mắt Việt Kỳ hiện lên một tia hung ác, bất chấp cơ thể yếu ớt của mình, bà ta liều mạng vung kiếm lên xuất ra nhát kiếm cuối cùng, nhưng lúc này Diệp Quân bỗng đứng chắn trước mặt bà ta, dĩ nhiên hắn không thể để Việt Kỳ chết ở đây, hắn nhìn bốn cường giả đang lao về phía mình, hắn híp mắt, xòe tay ra, kiếm trật tự xuất hiện trong tay hắn. Đúng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lao tới trước mặt Diệp Quân, mục tiêu của tàn ảnh này không phải là Diệp Quân mà là bốn tên thị vệ áo giáp đen đó. Khí tức đáng sợ xuất hiện rồi nổ tung, bốn thị vệ áo giáp đen đó bị chấn động lùi về sau cả ngàn trượng. Đột nhiên bị đánh bất ngờ khiến mọi người đều kinh ngạc. Mọi người nhìn Diệp Quân, một người đàn ông trung niên đúng ở chỗ hắn, người đàn ông trung niên mặc trường bào, có vẻ khá vạm vỡ. Nhìn thấy người trung niên này, Diệp Quân sửng sốt, vô thức nói, là ông. Nói rồi hắn vội ngậm miệng. Người đàn ông trung niên trước mặt hắn sửng sốt, sau đó bật cười rất lớn. Diệp Quân. Người đàn ông trung niên trước mặt này không phải ai khác chính là tộc trưởng tộc Bác Thiên Bác Thiên Đạo. Diệp Quân rất bất ngờ, hắn không ngờ ông ta lại xuất hiện ở đây. Bác Thiên Đạo cười rất sảng khoái. Sở dĩ bản thể của ông ta xuất hiện ở đây là muốn xem thử phản ứng của tên này, nếu không có phản ứng gì thì ông ta dứt khoát bỏ đi. Có phản ứng. Bác Thiên Đạo mừng rỡ, ông ta không ngờ mình đã đoán đúng. Ông là ai? Lúc này, Tông Võ cách đó không xa bỗng nói. Bác Thiên Đạo nhìn, Tông Võ cười nói, Bác Thiên Đạo. Tông Võ, nhíu mày, Bác Thiên Đạo. Tất nhiên gã biết gia tộc này. Lúc đầu rất mạnh, người trong tộc của người trước mặt này từng bao vây tấn công viện trưởng, các vị đại lão đó. Bác Thiên Đạo bật cười, không ngờ còn có người biết Bác Thiên Đạo ta, đúng là hiếm thấy. Tông Võ, nhìn Bác Thiên Đạo, ông có ý gì? Bác Thiên Đạo cười nói, ta muốn tẩy trắng, à không ta muốn sửa sai. Nói rồi ông ta còn quay đầu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân. Tông Võ, nhíu mày, sửa sai. Ý gì đây hả? Bác Thiên Đạo thở dài, trước kia ta không được chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt. Dứt lời, ông ta lại nhìn Diệp Quân. Mọi người. Tông Võ, sầm mặt, Bác Thiên Đạo, đầu óc ông có vấn đề sao? Ông có biết ông đang làm gì không hả? Bác Thiên Đạo cười nói, đừng lại nhải như mấy bà già nữa, chúng ta đánh luôn đi. Nói rồi ông ta bỗng tiến đến trước một bước. Tung ra một quyền. Sau đòn tấn công này, một sức mạnh đáng sợ lướt qua, thoáng chốc bốn cường giả thị vệ lại bị chấn động lui về sau. Bị chấn áp,
Thấy thế sắc mặt, Tông Võ, đó trở nên cực kỳ khó coi, gã không ngờ đột nhiên lại có một người như thế xuất hiện. Diệp Quan chỉ nhìn Bác Thiên Đạo, ông ta hơi ngờ vực, dĩ nhiên cô ấy cũng biết Bác Thiên Đạo, dù sao năm đó lúc viện trưởng thiết lập trật tự, hắn từng xảy ra xung đột với tộc Bác Thiên, năm đó chuyện này không phải là nhỏ. Cô ấy không ngờ vị này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ. Chuyện này hơi bất thường. Vì cô ấy biết Bác Thiên Đạo không thể vô duyên vô cớ làm thế. Cô ấy nhìn Diệp Quân phía sau Bác Thiên Đạo, lẽ nào thiếu niên này có quan hệ với viện trưởng? Thật ra lúc này Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên, vì hắn thấy thực lực của ông ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên hắn cảm thấy khó hiểu tại sao ông ta lại đột nhiên ra tay giúp đỡ. Tông Võ, bỗng bật cười. Mọi người nhìn, Tông Võ, mặt đầy vẻ ngờ vực. Tông Võ, cười một chốc, rồi nhìn Diệp Quân, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao ngươi lại tự tin như vậy, thì ra người đứng sau lưng ngươi là Bác Thiên Đạo, ngươi tưởng một tộc Bác Thiên có thể uy hiếp được bọn ta sao? Đúng là nực cười. Nói rồi gã chỉ vào Bác Thiên Đạo, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Quân. Nói, tộc Bác Thiên chỉ là một gia tộc thấp kém, vẫn là câu nói kia, hôm nay cho dù ông trời có đến cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Xung quanh xuất hiện rất nhiều khí tức cực mạnh. Khi cảm nhận được khí tức cực mạnh đó, đồng tử Diệp Quan chỉ cách đó không bỗng co rúm, nói, ngươi. Mấy khí tức đó là khí tức của Quan Huyên Vệ. Quan Huyên Vệ. Tổng cộng chỉ có 3 người, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta không mặc thần giáp đặc trưng của Quan Huyên Vệ mà mặc một bộ đồ vải đơn giản. Lúc bước ra, khí tức mạnh mẽ của ông ta bỗng làm thời không xung quanh rung động, từng ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Đại thống lĩnh Quan Huyên Vệ, chữ giáp. Chữ giáp này không phải người tầm thường, năm đó An Võ Thần từng dẫn dắt ông ta một khoảng thời gian ở Quan Huyên Vệ, người này là người nổi bật nhất trong đám người năm đó. Quan Huyên Vệ chỉ có 3 đại thống lĩnh. Mỗi đại thống lĩnh đều từng là con cưng của trời, được thư viện Quan Huyên ra sức đào tạo. Có thể nói, tất cả tài nguyên hàng đầu của vũ trụ Quan Huyên đều được ưu tiên cho họ, họ cũng là một trong số ít người ở vũ trụ Quan Huyên có thể miễn cưỡng theo kịp sức mạnh của các nền văn minh vũ trụ bên ngoài. Diệp Quan chỉ không ngờ đại thống lĩnh Quan Huyên Vệ này cũng nghe theo lệnh của đối phương. Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm chữ giáp, ông có biết mình đang làm gì không? Chữ giáp nhìn Diệp Quan chỉ, bình tĩnh nói, đương nhiên là biết. Nói một cách nghiêm túc, lẽ ra ông ta nằm dưới sự quản lý của Diệp Quan chỉ, nhưng ông ta lại không sợ Diệp Quan chỉ, cho dù là các viên nội các thì đó cũng phân chia có thực quyền và không có thực quyền. Chỉ có vài người có thực quyền, chẳng hạn như Lý Bán Chi, Tín Công Chúa, Nguyệt Đế v.v., những người này đều là các viện nội các, họ đều nắm giữ quyền lực quân sự trong tay. Đã đào tạo ra vô số cường giả đỉnh cao, những người này có thể nói là người có thực quyền một phương. Mặc dù Diệp Quan chỉ trước mặt là các viên nội các nhưng thời gian gia nhập của cô ấy quá ngắn, trải nghiệm không nhiều, không có binh quyền gì cả. Không có binh quyền thì cũng không đáng sợ. Giống như bây giờ, cô ấy chỉ có thể điều động Quan Huyên Vệ, nếu muốn điều động quá nhiều Quan Huyên Vệ thì vẫn cần nội các chấp thuận, có thể nói trong vấn đề điều động Quan Huyên Vệ thì Diệp Quan chỉ không bằng ông ta. Diệp Quan chỉ im lặng, lúc này cô ấy biết chuyện này đã không phải là chuyện mình có thể xen vào rồi. Ở vũ trụ Quan Huyên nhiều năm như thế, cô ấy đã không còn là người mới nhiệt huyết như trước nữa. Cô ấy biết rất rõ nước trong tổng viện của vũ trụ Quan Huyên sâu thế nào, nhất là những thế gia và tông môn đó. Hầu hết các thế gia và tông môn mà kiếm chủ để lại đều bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng sau khi Diệp Quân lên nắm quyền, lại có thêm vài thế gia và tông môn mới. Sau khi những thế gia và tông môn này lên nắm quyền, khó tránh khỏi việc muốn mưu đồ nhiều lợi ích hơn. Thế là thư viện ngày càng phức tạp, chẳng hạn như đứng về phía ai. Bây giờ thư viện chia ra làm mấy phái hệ này liên tục đối đầu nhau trong thầm lặng, tranh nhau đủ thứ tài nguyên. Có thể nói, không ai trong toàn bộ thư viện có thể chấn chỉnh những thế gia và tông môn này ngoài Diệp Quân và Nạp Lan Ca, bao gồm cả Lý Bán Chỉ các lão có lý lịch nhất ở đây. Nắm một sợi tóc có thể động được toàn thân. May thay cách đây không lâu, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đã quyết định vũ trụ hóa khu vực để quản lý, giữa các khu vực vũ trụ sẽ được tự trị, nếu không sẽ càng hỗn loạn hơn, bởi vì ngày càng có nhiều vũ trụ văn minh gia nhập, sẽ khiến thư viện Quan Huyên ngày càng phức tạp,
mọi người sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn. Cô ấy nhìn thấy những vấn đề này nhưng lại bất lực không làm gì được. Chẳng hạn như lúc này. Diệp Quan chỉ lắc đầu, sau đó cô ấy đi đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn cô ấy, không nói gì. Diệp Quan chỉ lấy một quyển trục ra đưa cho hắn, Diệp Quân hơi ngờ vực đây là. Diệp Quan chỉ nói, quyển trục dịch chuyển, có thể dịch chuyển đến Tổng Viện, là bùa hộ mệnh của ta. Thật xin lỗi, ta đã không thể quản lý tốt nơi này nữa, ngươi có thể sử dụng quyển trục dịch chuyển này để đến Tổng Viện tìm Lý Các Lão, bây giờ cả thư viện Quan Huyên cũng chỉ có bà ấy mới có thể bảo vệ ngươi. Diệp Quân nhìn quyển trục dịch chuyển đó, lặng thinh không lên tiếng. Diệp Quan chỉ nói tiếp, thực lực của tộc trưởng Bác Thiên Đạo rất mạnh nhưng ông ta cũng không thể chống lại cả thư viện, người hiểu ý ta chứ? Diệp Quân mỉm cười nói, Lý Các Lão có thể trừng trị chúng sao? Diệp Quan chỉ im lặng không đáp. Diệp Quân mỉm cười, Quan chỉ cô nương, ta thấy chuyện này cho dù có đến Tổng Viện cũng sẽ không thay đổi được gì, đúng không? Diệp Quan chỉ nhìn hắn, sống trước rồi tính. Hắn vẫn còn cơ hội sống sao? Tông Võ, cách đó không xa bật cười, Diệp Quan chỉ, ta thật sự không hiểu gia tộc bọn ta không có thù oán với cô, cũng chưa từng đắc tội cô, tại sao cô lại muốn gây xích mích với gia tộc của ta? Diệp Quan chỉ quay người lại nhìn, Tông Võ, cuộc thi Vạn Châu là con đường để cho người ở tầng thấp tiến lên, nếu thư viện không thể công bằng trên con đường này thì những người ở tầng thấp còn hy vọng gì nữa chứ? Tông Võ, trợn mắt nhìn Diệp Quan chỉ, người ở tầng thấp chẳng qua chỉ là đám tôm tép. Chỉ cần còn sống đã là phúc lành với chúng rồi, còn muốn hy vọng gì nữa, đúng là nực cười. Ngươi hỗn xược. Diệp Quan chỉ nhướng mày, Tông Võ, ngươi có biết mục đích ban đầu viện trưởng thiết lập trật tự là gì không? Thế mà ngươi lại dám nói mấy lời ngang ngược hỗn láo như thế, ngươi có xứng với viện trưởng không? Mặt, Tông Võ, không cảm xúc nói, Diệp Quan chỉ, ta lười nói với cô mấy lời nhảm nhí này, ta đã xuống nước trước nhưng cô lại không chịu. Nếu đã thế thì cô đừng trách bọn ta không nể mặt cô. Chữ giáp, đánh chết Bác Thiên Đạo trước đi. Đánh chết con mẹ ngươi đấy. Bác Thiên Đạo tức đến mức buồn cười, mẹ kiếp, tên khốn kiếp nhà ngươi, nghĩ ông đây ta chỉ là người qua đường bình thường thôi sao? Tốt xấu gì năm đó ông đây cũng từng làm nhân vật phản diện mạnh nhất mà nhỉ. Nếu lúc đầu không phải nể mặt cậu Diệp thì bây giờ vũ trụ này đã là của ông đây rồi, có hiểu không? Diệp Quân. Tông Võ, nhìn Bác Thiên Đạo, tức giận nói, cái thứ lỗi thời có là cái thá gì? Lỗi thời rồi. Địch, nghe vậy Bác Thiên Đạo tức đến mức phổi gần như muốn nổ tung, lắc mình lao về phía Tông Võ. Thực lực của Bác Thiên Đạo cực kỳ mạnh, ông ta vừa lao đến, cả Thanh Châu đều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Mí mắt, Tông Võ, khẽ giật, tất nhiên gã đánh không lại Bác Thiên Đạo nên lui về phía sau một bước. Lúc này chữ giáp bỗng tiến lên một bước, tung ra một quyền. Ý chí võ đạo. Ngay khi sức mạnh của hai người tiếp xúc với nhau, một làn sóng xung kích đáng sợ bỗng nổ tung, làn sóng xung kích đáng sợ này lập tức lan rộng ra đến cả trăm vạn trượng. Cả Thanh Châu đều chấn động. Cũng may Thanh Châu là nơi sinh ra của kiếm chủ nhân gian nên thời không ở đây đã được Tổng viện Thư viện gia cố. Nếu không với thực lực của hai người này cũng đủ để dễ dàng hủy diệt thời không Thanh Châu. Nhưng dù vậy, thực lực của hai người vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến Thanh Châu, rất nhiều người Thanh Châu sợ hãi nhìn về phía Kiếm Tông, xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm Tông. Sau khi đối đầu với cú đấm của Bác Thiên Đạo, chữ giáp lùi về sau gần cả ngàn trượng, sau khi dừng lại sắc mặt ông ta trở nên nghiêm trọng. Bác Thiên Đạo lạnh lùng nhìn chữ giáp. Sau đó nhìn, Tông Võ, còn có người mạnh hơn không? Gọi ra đây, ha ha. Tông Võ, nhìn chữ giáp, ông ta lắc đầu, ta không giết được người này. Tông Võ, gằn giọng nói, vậy thì gọi người, gọi thuộc hạ của ngươi đến đi. Chữ giáp im lặng không nói. Tông Võ, nhìn chữ giáp, không cược thì đừng cược, muốn cược thì phải cược tất cả. Chữ giáp không do dự nữa, lấy một lệnh bài ra, người đâu đến đây? Đến đây. Thời không xung quanh lập tức rung chuyển dữ dội. Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm chữ giáp, sắc mặt xa sầm, Quan Huyên vệ là vũ khí chung, không phải quân đội riêng của ông, sao ông dám lấy của công làm của riêng hả? Chữ giáp bình tĩnh nói, Diệp Các Viên, với tính cách của cô,
nếu không phải năm đó được viện trưởng đồng ý thì cô đã không đến được vị trí bây giờ, bởi vì cô quả thật quá cứng nhắc và dập khuôn. Mặc dù năm đó tài năng của ông ta rất tốt, nhưng sở dĩ ông ta đi được nhanh như vậy là vì ông ta ủng hộ đúng người. Ở một nơi như thư viện, không biết có bao nhiêu người thèm muốn một vị trí thống lĩnh quan huyên vệ của ông ta, sở dĩ ông ta có thể làm được điều này không phải là vì năng lực của ông ta quá xuất sắc, có biết bao nhiêu người xuất chúng đấy thôi. Sở dĩ ông ta có thể lên được vị trí này là vì có những người đứng sau ủng hộ ông ta. Mà điều này cần phải trả giá. Chữ giáp muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể dựa vào họ, bây giờ họ chính là một thể lợi ích chung. Bác Thiên Đạo nhìn Diệp Quan Chỉ, cười nói, cô nương, đến lúc này rồi thì quan huyên pháp và chế độ gì đó đều là hư không thôi, chỉ có sức mạnh mới là thật. Ánh mắt Diệp Quan Chỉ lóe lên tia phức tạp, ta chỉ không ngờ họ có thể dẫm đạp lên quan huyên pháp không kiêng dè như vậy. Bác Thiên Đạo cười nói, quan huyên pháp rất nhiều ý hay, nhưng với rất nhiều người có quyền có thế thì đây dùng để ràng buộc người bên dưới, lúc này cô chỉ có thể nói chuyện với họ bằng nắm đấm, những cái khác vô dụng rồi. Diệp Quan Chỉ im lặng. Rắc. Lúc này thời không xung quanh bỗng nứt ra, sau đó hàng trăm cường giả quan huyên vệ đỉnh cấp đồng loạt bước ra. Những quan huyên vệ này đều đến từ Tổng viện Thư viện, cho dù là thực lực hay trang bị đều là những thứ hàng đầu. Hơn nữa họ còn đại diện cho Thư viện quan huyên. Ra tay với họ tức là tuyên chiến với quan huyên vệ. Thân phận chính phủ được xác nhận. Sau khi mấy quan huyên vệ xuất hiện, lúc này các đệ tử kiếm tông đó đều đã không phân biệt được ai là kẻ phản diện. Diệp Quan Chỉ nhìn chằm chằm vào các quan huyên vệ xuất hiện đó, sắc mặt xa sầm. Tất nhiên cô ấy thất vọng nhiều hơn, những người này đều được thư viện chuyên tâm đào tạo, mà bây giờ họ đã trở thành vũ khí riêng của vài người nào đó. Tông Võ, bỗng nhìn Diệp Quân, giết hắn trước. Cốt lõi của sự việc này là cuộc thi Vạn Châu, chỉ cần giết người trước mặt này, thư viện sẽ không có bằng chứng nào để chứng minh họ dở trò mờ ám, đến lúc đó không có bất kỳ bằng chứng nào thì họ có thể thành công. Chữ giáp nhìn Diệp Quân, giết. Vừa dứt lời. Các quan huyên vệ đó định ra tay, lúc này Diệp Quan Chỉ bỗng nói, quan huyên vệ không có lệnh của nội các thì không thể tự ý ra tay được. Cô ấy vẫn muốn cứu vãn tình hình một chút. Các quan huyên vệ đó nhìn Diệp Quan Chỉ, hơi do dự. Chữ giáp không cảm xúc nói, hôm nay ai không ra tay thì không còn là huynh đệ của chữ giáp ta nữa. Nghe chữ giáp nói thế, sắc mặt các quan huyên vệ đó thay đổi, họ không còn do dự nữa. Đều lao đến chỗ Diệp Quân. Ngay lúc này một tiếng kiếm vang lên từ bầu trời phía xa. Hỗn láo. Sau đó một giọng nói tức giận vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hàng trăm kiếm quang bắn đến bên này. Kiếm tông đến rồi. Kiếm tông. Việt Kỳ nhìn thấy những vệt kiếm quang kia thì thở phào nhẹ nhõm, nếu bọn họ không đến kịp thì bà ta chỉ còn cách gọi đệ tử tới thôi. Sắc mặt Tông Võ thì lại xa sầm. Kiếm tông. Cái đám khó xơi nhất vũ trụ quan huyên. Chữ giáp nhíu mày. Kiếm tông tuy thuộc thư viện quan huyên nhưng lại là một bộ phận độc lập, chỉ nghe lệnh tông chủ và viện trưởng mà đôi khi hai người này là một. Ngay cả nội các cũng chỉ đàm phán thương lượng chứ không có quyền ra lệnh trực tiếp cho họ. Khó chơi rồi đây. Người thứ ba cau mày là Chu Khưu, bởi ông ta biết kiếm tông đến đồng nghĩa với đau đầu. Mấy trăm vệt kiếm quang lao tới thần tốc. Người đi đầu là một người phụ nữ váy xanh. Đại kiếm đế Diệp Vũ của nhà họ Diệp. Mấy trăm kiếm tu theo sau cô ấy, thấp nhất cũng đã là kiếm thánh, vừa xuất hiện đã mang đến khí thức và vẻ sát phạt hùng hậu áp đảo quan huyên vệ. Quan huyên vệ là quân đội được vũ trụ quan huyên bí mật đào tạo, nhưng máu chiến và mạnh mẽ nhất vũ trụ này hiện nay chính là kiếm tông. Ánh mắt Diệp Vũ nhìn Tông Võ sắc như một thanh kiếm, muốn đụng vào người của kiếm tông ta. Gã đáp, đại kiếm đế, đây là người ngoại các đang truy nã, cô. Diệp Vũ ngắt lời gã, đừng có rông dài. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn đụng vào người của kiếm tông ta không? Tông Võ sầm mặt, đúng thì sao? Diệp Vũ vung kiếm. Tông Võ biến sắc, không ngờ người này nói đánh là đánh. Quỳnh. Gã bị đánh bay tận nghìn trượng. Tông Võ dừng lại, trừng mắt nhìn Diệp Vũ, người muốn chết đúng không? Cô ấy nhướng mày, ngon thử xem. Tông Võ gầm lên, người đâu? Quỳnh.
thời không khắp nơi chấn động, sau đó là mấy trăm luồng khí tức ồ ạt tụ lại một điểm, khiến không gian nơi kiếm tông bắt đầu sôi trào. Diệp Vũ khẽ nheo mắt. Ba nhóm cường giả bước ra từ bốn phía, bên trái là đám yêu thú hình dạng như rùa, trên lưng úp mai, mỗi bước đi đều khiến đất trời rung chuyển. Chúng là thần huyền vũ. Hơn 100 con với khí tức yêu thú khiến người khác biến sắc. Bên phải là một đám yêu thú khổng lồ trông tựa hổ, móng sắc như dao, lóe lên ánh sáng khiến lòng người khiếp đảm, như thể rạch được cả bầu trời. Chúng là liệt thiên thần hổ. Quân số cũng chừng 100 con. Ngay phía trên tông võ hóa thành một biển lửa với mấy trăm con chu tước bay lượn, khiến nhiệt độ Thanh Châu tăng lên theo cấp số nhân như đang bị nhốt trong lò luyện đan. Ba yêu tộc lớn nhất yêu giới. Thần huyền vũ. Chu tước. Liệt thiên thần hổ. Thật ra năm xưa vốn có bốn tộc, còn lại là thiên long, nhưng bọn chúng bây giờ đã sa sút rất nhiều. Sự xuất hiện của ba tộc yêu thú khiến Diệp Vũ bất ngờ nheo mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.